Tắt đèn. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp hay không? Thế là về làm bài tập gì chưa? Dạ chưa, bài 1 làm rồi, bài 2 chưa thầy, bài chia mạng con chưa thầy. Này chưa, bữa nay học chút xíu nữa đi ha. À, học chút xíu đi. Chưa làm Rồi hả? chúng ta... chào, chào Long. Bây giờ là cái chương này tôi nghiên cứu thêm một chút nữa mới được. Đây cũng chưa chưa đây làm được đâu. Đây, tôi vẫn tiếp tục nói một chút về cái phần chia mạng con này ha. Tiếp tục chia một nói một chút chia mạng con về. Tôi nhắc lại, vậy thì để chia mạng con á, chúng ta sẽ lệnh xem chúng ta cần bao nhiêu bit để chia mạng con. Và để chia mạng con á thì chúng ta nguyên tắc để chia mạng con á là cái phần mạng ban đầu á chúng ta không có đá động gì tới, chúng ta chỉ chia mạng con là chúng ta trong cái phần hot nè, hot tức là Tức là trong một cái chia lớp bằng mạng nó ta. thường có một cái lớp mạng chuẩn, lớp A là 8 bit là mạng chuẩn, lớp Thầy B ơi, là chưa có xem màn 16 hình bit. rồi. Hả? Tôi xem màn hình chưa? Chưa thầy Tôi xem màn hình cho ơi. chị chưa ta? Chưa thấy màn hình. Chưa chưa thầy. Chưa à? À. Rồi. Chúng ta nói lại một chút về cái chương phần chia mạng con này một chút cái đã. Hôm trước nói cũng chưa có xong. Thì hôm nay chúng ta làm tiếp phần này. Tôi nhắc lại phần chia mạng con thì nguyên tắc để chia mạng con á là mỗi một cái lớp ABC nó đều có cái lớp mạng chuẩn. Rồi thì gọi là standard default á. Thì đối với lớp A là 8 bit dùng cho mạng 24 bit còn lại là dành cho hot. Lớp B thì 16 bit dành cho mạng, 16 bit dành cho hot. Lớp C 24 dành cho mạng, 8 dành cho hot, đó là cái lớp chuẩn, lớp full. Như vậy về nguyên tắc để chia mạng con á thì cái phần nhận dạng mạng Next ID này nè. Chúng ta phần nhận dạng ban đầu á chúng ta giữ nguyên, chúng ta không đá động gì cả. Chúng ta chia mạng con là chúng ta lấy cái phần nào chia tiếp, tức là phần nhận dạng mạng con á. Phần nhận dạng mạng con á được tính bằng cái phần nhận dạng máy tính á của cái mạng ban đầu á, lúc này chúng ta mới tách ra làm hai phần. Một phần là dùng để nhận dạng mạng con, còn một phần là nhận dạng các hot trong một mạng con. Các hot trong một mạng con. Như vậy thì ví dụ như đây là cái lớp C này, có 24 bit đầu dành cho mạng nè, 8 bit dành cho hot. Muốn chia mạng con là chúng ta lấy cái phần những cái bit có trọng số cao của phần hot nè. Sau này chúng ta để chia mạng con. Còn cái phần còn lại là xác định hot trong mạng con. Ha. Rồi. Như vậy thì để chia mạng con người ta sẽ đầu tiên á, mấy em phải xác định được. Mấy anh chị phải xác định được là mình phải chào cô Diệu. Chúng ta phải xác định được cái phần next mask mạng con. Mặt nạ mạng con là một cái địa chỉ IP phần mạng con á, nếu ta xét về địa chỉ IP á thì những cái phần mà dùng dạng nhận dạng mạng và cả cái phần nhận dạng mạng con luôn đều bật lên là một. Nếu chúng ta để ý cái next mask á, next mask trong cái default class cũng vậy, thì những cái bit nào mà chúng ta dành để mà nhận dạng mạng thì cái bit đó chúng ta sẽ bật lên là một trong phần next mask. Cho nên cái next mask default của các lớp A nó có 8 bit dành cho mạng, cho nên cái next mask default của nó là 255.0.0.0. Chúng ta bật tất cả các bit dành cho next lên là một. Đối với lớp B, 2 byte đầu dành cho mạng cho nên nó là 255.255.0.0. Đối với lớp C, 3 byte đầu dành cho mạng cho nên nó có cái next mask default là 255.255.255.0. À. Như vậy thì đây là phần mạng chia mạng con cũng vậy. Chúng ta cái đầu tiên chúng ta phải xác định được cái sub next mask của nó, mặt nạ mạng con. Và mặt nạ mạng con là cái phần next mask và cái phần next mask, cái phần mà dùng để chia cho mạng á, và cái phần chia mạng con á, chúng ta đều bật lên là một hết để xác định được cái next mask. Và địa chỉ mạng á, sẽ bằng IP and với cái sub next mask đó. Sub next mask là chúng ta vừa tính nè, vừa tính lại nha. Như vậy thì đối với cái lớp C, nếu mà chúng ta mượn thêm 3 bit dành cho phần mạng con, như vậy thì chúng ta bật hết nè, phần next mask nè. Đối với lớp C thì bật lên hết nè, bật hết là bit 1 nè, phần mạng ban đầu chúng ta đều bật lên là một, phần mạng là một.
và cả cả cái phần mạng con chúng ta có bật lên là một, thì lúc này á tất cả các bit phần mạng và phần mạng con nè chúng ta bật lên là một hết, thì lúc này chính là sub nét mắt mặt nạ mạng con. Lúc này là sub nét mắt, đây là mặt nạ mạng con nè. Mặt nạ mạng con là 255 nè, 255, 255 nè. Và cái này 3 bit này chúng ta tính lại thì nó là 128 cộng 64 cộng 32. À, thì nó chính là 224, cho nên mặt nạ mạng con là 255 255 255 224. Đó là mặt nạ mạng con. À, đầu tiên là xác định được cái sub nét mắt này trước. Rồi. Rồi, như vậy thì cái chuẩn để chia mạng con á, thì chúng ta học có hai lớp, hai kỹ thuật, đó là cái kỹ thuật là phân lớp mạng hàng toàn, class full standard. Rồi thứ hai là chuẩn điện, chuẩn định tuyến liên miền mà không phân lớp. Chỉnh điện tuyến liên miền mà không phân lớp thì là CID, gọi là CIDR ha. Thì CIDR chỉ mới được đa số các nhà sản xuất mạng, sản xuất thiết bị và hệ điều hành mạng hỗ trợ, vẫn chưa hoàn thiện và chuyển hóa. À, chúng ta thì chủ yếu là chỉ tập trung vào cái kỹ thuật thứ nhất thôi, còn kỹ thuật thứ hai này nó cũng khá là phức tạp, cho nên chúng ta có dịp chúng ta nghiên cứu thêm, chúng ta có thể ai mà thích thì nghiên cứu thêm kỹ thuật này. Và kỹ thuật này thường được áp dụng trong mạng diện rộng, ít có được áp dụng trong mạng cục bộ. Địa chỉ IP sẽ được chia lúc này á, địa chỉ IP khi phân mạng con sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần nhận dạng mạng ban đầu thì chúng ta không đã động tới. Phần thứ hai á, là phần subnet mask nè, phần phân chia mạng con nè. Phần mạng con á, phần nhận dạng mạng con á, được hình thành từ những cái bit có trọng số cao, được hình thành từ những bit có trọng số cao trong phần nhận dạng máy tính, đó là trong cái phần hot mặc định á, chúng ta mới tách ra, chúng ta còn những bit có trọng số cao để ta chia tiếp mạng con. Và phần nhận dạng máy tính á, trong mạng con á, host sẽ đi gồm những bit còn lại. Ví dụ như đây là lát C thì nó có mặc nhiên có 3 bay dành cho mạng, 1 bay dành cho host. Bây giờ chúng ta muốn chia mạng con, chúng ta trong cái phần host này nè, chúng ta sẽ mượn những cái bit có trọng số cao để ta chia mạng con. Phần còn lại này là xác định các host trong trong một cùng một mạng con. Rồi. Cái này tôi cũng đã nói rồi, tôi đã thống nhất chúng ta không trước rồi. Tức là nếu mà chúng ta có hai mượn hai bit dành cho mạng thì số lượng mạng con là bằng 2 của n luôn. Chúng ta chốt câu này luôn, không có trả lời nữa, bởi vì hiện nay hệ điều hành nó đã hỗ trợ luôn cái việc sử dụng cái subnet zero rồi, cho nên là nếu bạn mượn 2 bit thì bạn có 4 mạng con, bạn mượn 3 bit 2 mũ 3 thì 4 mạng con, bạn mượn 4 bit 2 mũ 4 là 16 mạng con. Chúng ta chốt luôn chỗ này để xác định số mạng con và số host trong mạng con. Nhưng mà đối với cái số host á, thì ví dụ như hai một bạn có 6 bit dành cho host thì số host trong từng mạng con là bằng 2 mũ 6 chia 2 bằng 62, bằng 62. Bởi vì trong một cái nhánh mạng thường sẽ có hai cái địa chỉ người ta sẽ không dùng, bởi vì đó là hai địa chỉ đặc biệt. Thứ nhất là địa chỉ mạng, địa chỉ mạng thì không được dùng để gán cho máy tính và router. Chúng ta học trong các địa chỉ đặc biệt của cái chương 5.1 á, thì có một vài cái địa chỉ đặc biệt á, thì cái địa chỉ đặc biệt đó là địa chỉ mạng, nó giống như cái tên đường á, tên đường Lý Tự Trọng, đường Võ Văn Kiệt, đường Võ Thị Sáu, thì cái con đường thì không thể nào gắn cho một cái số nhà được. Và cái địa chỉ thứ hai gọi là địa chỉ broadcast. Địa chỉ broadcast là khi nó gửi cho toàn hệ thống mạng đó, nó sẽ dùng cái địa chỉ broadcast, cho nên địa chỉ broadcast cũng không được dùng cho gắn một máy tính cụ thể. Cho nên đấy là lý do là trong một cái nhánh mạng thường nó sẽ bỏ hai cái địa chỉ IP, địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast. Như vậy thì xác định chốt lại một cái điều là nếu bạn có n bit thì số lượng mạng con là 2 mũ n. Không có trừ. Còn số lượng host đó là bằng 2 mũ m trừ 2, cái host. Rồi, như vậy thì hôm trước chúng ta đã trình bày cũng cái này cũng là khá là kỹ rồi đấy. Chúng ta cũng hy vọng là chúng ta nắm được một một cái bước đầu tiên. Đó là bước những cái nắm được cái khái niệm và cái kỹ thuật để chia mạng con. Có thể là chưa có nắm lý lý nhưng mà hôm nay người ta nói lại lần nữa thì hy vọng là chúng ta sẽ lý lý. Và cũng hy vọng là những bạn hôm trước mà chưa có dịp nghe thì hôm nay có thể nghe lại. Bây giờ tôi có một cái nhánh mạng là lớp C. Okay. Lớp C thì có 3 byte dành cho mạng, 1 byte dành cho host. Và đây là lớp C chuẩn. Đây là cái nét mắt chuẩn của lớp C. Do có 3 byte làm địa chỉ mạng cho nên nó có 3 cái byte bật lên.
toàn là biết một hết, đó là 2 5 năm, 2 5 năm, 2 5 năm. Bây giờ nếu mà cái chúng ta có nhu cầu mượn 2 bit để chia mạng con, thì đối với lớp C thì 3 byte đầu là dành cho mạng rồi, nó là 24 bit rồi, bây giờ mượn thêm 2 byte nữa thì số lượng bit mà chia cho mạng bây giờ là 26. Cho nên cho có 2 bit là 26, cho nên chúng ta đầu tiên á, trước khi chia mạng con á, thì mình phải xác định được cái mặt nạ mạng con. Mà nãy tôi nói mặt nạ mạng con là gì, là tất cả những cái bit dành cho mạng và những bit dành cho việc chia mạng con á, đều phải bật lên là một hết, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái subnet mask này. Như vậy đây là lớp C, 3 byte đầu là một hết, 3 byte đầu là một hết. Bây giờ chúng ta mượn thêm 2 bit để chia mạng con nữa, thì cái byte này nè, byte dành cho hot này nè, chúng ta lấy những bit có trọng số cao để chia mạng con, thì 2 bit này chúng ta bật lên là một một hết, thì đây chính là cái subnet mask. Chúng ta từ đây tôi đổi sang thập phân, nhị phân, đây là trình bày dạng nhị phân đổi sang phân, thì anh này chính là 255 nè, ba này kia là 255 nè, kế tiếp ba thứ ba là 255, và 2 bit này chính là 192. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái mặt nạ mạng con, và cái mặt nạ này là tương đương với việc dùng sẽ người ta biết khi người ta biết 26 là nó là tương đương với mặt nạ mạng con như thế này. Và chúng ta để ý là sau này á, tôi viết cái đề thi, tôi viết sạc 26 thì hãy chọn cho tôi cái subnet mask tương ứng, thì mình phải biết 25 25 25 192. Khi nó sạc 27 thì chúng ta sẽ bật cái này lên 3 bit, thì nó chính là 3 bit này, nếu mà thêm bit nữa thì nó gọi là 224. Chỗ này là 255 25 25 224. Ví dụ như thế. Rồi. Rồi sau đó cái này thì ta xác định được cái subnet mask, là bây giờ ta xác định được mạng cơ, xác định mạng con. Như vậy chúng ta mượn 2 bit thì ta có sẽ 2 mũ 2 2 mạng con, tức là chúng ta sẽ có 4 mạng con. Và 4 mạng con đó ở đâu mà có? 4 mạng con đó ở đâu mà có là do chúng ta sẽ biến thiên tăng dần 2 cái bit này nè. Đầu tiên 2 bit này là nhỏ nhất là 200, 00, 01, 10, 11. Đây là cái sự tăng dần của 2 bit. Nên với sự thay đổi này á, thì chúng ta sẽ được 4 mạng con. Với 2 bit này dành cho mạng con, còn 6 bit còn lại dành cho hot. Thì khi xác định địa chỉ mạng á, thì những cái bit dành cho hot á, sẽ bằng không hết. Mặc nhiên là bằng không hết. Cho nên 6 bit này là không kết hợp với 2 bit này là không á, thì chúng ta đổi sang thập phân nó ra không. Cho nên những con số này nè, chúng ta đổi sang này, thập phân nè. 192 168.1.0, vậy là đây là địa chỉ mạng đầu tiên. Còn đây là 01 thì nó chính là 64. Như cái cụm này là 01 với 6 số 0 này đổi ra 64. Mạng con thứ hai. 10 với 6 số 0 nó thành là 8 bit, thì này là 128. 11 là 192. Như vậy thì nếu mà chúng ta chỉ biến thay đổi 2 cái bit đầu tiên này thôi và các bit còn lại đều được không hết, thì chúng ta sẽ được 4 mạng con, và đây là giá trị của 4 mạng con. Gọn nhất. Rồi. Thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ bước thứ hai, sau khi có được 4 mạng con rồi, bước thứ hai là xác định các cái hot ở trong cái mạng con đó, những cái hot trong mạng con đó, những cái hot trong mạng con đó. Và để đây là cái mạng ban đầu nãy chúng ta viết, đây là xác định địa chỉ mạng nè, 4 cái giờ 6 cái bit màu đỏ này nè, là trong cái bài đầu tiên để dùng để xác định cái máy tính xác định các hot trong một cái mạng, và nó là 6 bit, 6 bit còn lại trong phần hot này nè. Thì 6 bit đó chúng ta mà nhỏ nhất của 6 bit đó là không hết, và sau đó các bạn tăng dần là 000 rồi tới 001, 0010, 002, 111 cái đó, thì 6 bit này nhỏ nhất là 6 số 0, lớn nhất là 6 số 1, và nó sẽ kết hợp với cái 2 cái bit đầu tiên của mạng nữa, thì nó trở thành 8 bit trọn vẹn, 8 bit của cái bài cuối cùng, rồi ta biết rồi cuối cùng. Cho nên là 8 bit này là không hết, chúng ta đổi sang là không, 8 bit này là 00 với 6 số này số 1 thì nó là 63. 1 với 1 nè, 2 nè là 3 nè, 4 nữa là 7 nè, với 8 nó 15. 15 với 16 là 31, 31 với 32 nó là 63. Cho nên nếu ta đổi anh này cái vị trí cuối cùng này ra, nó nằm trong khoảng 6 thế 0 thế 63. Còn anh này đổi sang thập phân là từ 4 cho tới 64 cho tới 127. 64 thì 127. Còn đây là 128 cho tới 128 cho tới 191. Đây, cụm này nè, nếu ta đổi 128 tới 191.
Câu này là 192 cho tới 255 nha. Như vậy sau khi chúng ta biến thiên thì chúng ta sẽ đổi sang thập phân này, cái phần mà song song qua biết xong nãy tôi đổi này, thành không cho tới 63, 64 tới 127. Như vậy thì đây là giúp chúng ta xác định số hot. Như vậy thì nếu đây là nhánh mạng 64 thì các cái hot của bạn á, nằm trong khoảng từ 64 tới 127. Ha, 64 tới 127. Và chúng ta thấy là gì? 00 hot là phần hot 00 hot. 111 là phần hot bằng với 11 hot. Là nó ra được 64 127. Rồi. Như vậy thì sau sau cái bước mà xác định được địa chỉ mạng và xác định được cái phạm vi biến thiên giá trị 8 bit ở trong một nhánh mạng là 64 trên 127. Như vậy thì chúng ta có cái vụ là cái IP khả dụng. IP khả dụng là bỏ cái IP đầu, IP cuối. Lúc nãy tôi nói là tại sao mà chúng ta trong mỗi cái nhánh mạng chúng ta phải có bỏ hai địa chỉ. Địa chỉ thứ nhất là 64 này, khi các hot bằng 0 hết thì nó là địa chỉ mạng. Khi các hot bằng 1 hết thì nó là địa chỉ broadcast, hai địa chỉ này chúng ta không dùng. Cho nên chúng ta bỏ địa chỉ đầu, bỏ địa chỉ cuối. Và cái phần mà lọt bên trong khi bỏ mà địa chỉ đầu và địa chỉ cuối ấy, thì nó gọi là IP khả dụng. Những cái IP này nè, bạn có quyền dùng để đặt cho máy tính hoặc là các interface của router. Cho nên đây là một cái nhánh mạng thì đây là IP khả dụng. Còn đây là 64 chính là địa chỉ mạng, còn đây là địa chỉ broadcast của địa chỉ mạng, 127 là địa chỉ broadcast. Tương tự như vậy, cái nhánh này, đây là địa chỉ mạng của nhánh thứ ba và đây là địa chỉ broadcast của nhánh thứ ba, còn đây là IP khả dụng. Đó, nằm trong 129 tới 64. Còn đây là địa chỉ mạng của nhánh mạng thứ ba, 129, 192 và địa chỉ broadcast của nhánh mạng thứ ba. Còn đây là IP khả dụng. Đó. Như vậy thì sau khi mà chúng ta bước qua cái này á, chúng ta sẽ lập ra được cái bảng, chúng ta có được bốn nhánh mạng con. Và đây là địa chỉ mạng của nó, 064, 128, 192. Còn đây là phạm vi IP khả dụng của nó. Nó sẽ từ một, chúng ta là bỏ địa chỉ đầu là không đấy, bỏ một, bỏ không còn một, nó xong xong hai, bằng địa chỉ broadcast như nó là xong ba đấy. Còn nãy là từ 64 tới 19 mà 127 phải không, thì nhánh mạng này 64, IP khả dụng nó là từ 65 đến 126 và địa chỉ broadcast nó là 127. Như vậy thì chúng ta cứ liệt kê vậy, chúng ta sẽ được bốn nhánh mạng. Đó là kỹ thuật chia mạng con. Với kỹ thuật này á, chúng ta thường được áp dụng trong mạng LAN mà nội bộ ha. Rồi, tương tự như thế. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ làm cho cái bài tập 13 bit. Tôi biết chúng ta về nhà chúng ta có coi cái slide này chưa? Chúng ta có hiểu cái phần 13 bit này không? Dạ hiểu rồi. Anh Đạt có hiểu hoàng qua biết này không ta? Dạ, hôm qua em không có học thôi, hôm qua em có công chuyện cơ quan em không có học thôi. Vậy Huệ Thanh có hiểu cái phần qua biết này chưa? Có đọc có hiểu không? Anh Đức Thịnh. Dạ thầy, sơ sơ. Biết lắm. Dạ nghe thầy ơi. Hải Phong. Ở Phong Hải hay Hải Phong gì nè? Long nghe thầy ơi. Hả? Thầy hỏi em hả? Tại nãy em Đúng quên bật rồi. Trên Nếu đây như có coi mà cái làm like cái này này chưa? Có nhưng ai coi mà cái like phần 3 bit này chưa? Mượn 3 bit này chưa? nếu mà làm mà in cái này ra thì em để bên cạnh này em vừa nhìn vừa làm thì may ra còn sơ sơ được thầy. Tôi không nghe nói gì cả, có lẽ là sao nhỏ quá vậy, Alo. để tôi bật coi sao mà tôi thấy nhỏ quá. Rồi lớn lên, Thầy nghe chưa ạ? rồi nghe rồi lớn rồi. À, ý em nói là nếu như mà cái bản này mà em in ra thì em vừa in em vừa ngồi nhìn qua em vừa em làm thì làm được, chứ còn mà nó không có cái bản này thua rồi thầy. Vậy thì mình phải nắm quy tắc, mình Dạ. nắm quy tắc, mình phải nắm quy tắc để mà mình làm. Nếu không có cái bản này mình cũng phải như có cái quy tắc để mình làm chứ, để mình tự triển khai chứ. Dạ. Bây giờ hay như vậy, như vậy ra giờ với cái bản này có rồi, bây giờ mình áp dụng là cho ba mượn 4 bit được không? Chắc được mà hơi lâu quá thầy. Để hay như tôi cho bài tập như thế này hả? Chắc được mà hơi chậm quá thầy.
À, đúng Được rồi, lắm. chúng ta không cần phải làm nhanh, không cần phải làm nhanh, chúng ta chỉ cần biết cách làm thôi. Tại vì sau này thiết kế mạng là cái chuyện là đâu phải làm ngàn bữa. Mình đi phân tích thiết kế mạng cho hệ thống mạng thì chúng ta phải làm lâu ngày vài tháng chứ đâu phải là làm bữa. Vốn biết nó ra 16 mạng Nhưng mà con. chúng ta phải biết cái cách. Đúng rồi, nếu ta muốn biết thì chắc chắn là sẽ được 16 mạng con đó. 16 mạng con 2 mũ N, 2 mũ là 2 mũ 4 là bằng 16 đó. Rồi sau đó chúng ta xác định số hot trong từng mạng con thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục nghiên cứu cái game này một chút nha. Rồi, F5, tôi sẽ chiêu tiếp. Chút xíu đây ta làm một cái bài tập nhỏ nhỏ nhé. Chúng ta chuẩn bị nhé. Rồi. Bây giờ đây. Chúng ta chơi cái lớp C và mình sẽ có 3 bit. 3 bit, mượn 3 bit thì đầu tiên phải xác định mạng con cái đã. Xác định cái sách nét mắt cái đã, mặt nạ mạng con cái đã. À, mặt nạ mạng con cái đã. Thì như nãy chúng ta nói là lớp C. Thì ba cái bài đầu á là đối với mặt nạ mạng con á, thì cái mặt nạ default của nó là ba bài đầu là bật lên là một hết rồi. Bây giờ một cái bài cuối á thì các bạn phải mượn 3 bit và bạn phải bật ba số 1 lên. Ba số 1 lên đây là 111 và cộng với 5 bit còn lại thì chúng ta sẽ được cái mặt nạ mạng con chỗ này. Ba bit này là 11 hết thì nó là 128 nè, rồi tới 64 rồi tới 32 nè thì nó chính là 224. Cho nên cái mặt nạ xích nét mắt bây giờ là 255, 255, 255, 224. Đây là cái mặt nạ mạng con. Và cái mặt nạ này là tương đương với việc sử dụng viết là sẹt 27. Cho nên sau này chúng ta phải ánh xạ nè. Nó ánh xạ trong đầu trước. Nếu đây là 26 á thì nó là 192. Nếu 227 nó là 224. Nó là 28 thì nhiêu, 29 là nhiêu, 30 là nhiêu. Nha. Vậy đó. Và chúng ta vẫn qua biết thì chúng ta phải có 8 mạng con. Chúng ta sẽ biến thiên ba cái bài này. Ba bài này chúng ta vẫn qua biết là địa chỉ mạng bài màu xanh xanh này nè. Vậy thì chúng ta sẽ tăng dần nó theo số nhị phân mà tăng dần. Thì đầu tiên đó là 000, 001, 0010, 0011, 100, 101, 110 và 111. Như vậy thì nếu chúng ta để 4 bit chúng ta có thể tăng thay theo chị còn nhớ cái cách rồi tăng như thế này không? Tôi nhớ thầy. Như vậy thì chúng ta tăng như thế này thì chúng ta ra 4 bit này thì chúng ta sẽ được 16 mạng con, còn bây giờ ta được 8 mạng con. Và chúng ta giữ nguyên cái phần 5 bit dành cho hot này là không hết. Thì như đó sẽ giúp chúng ta xác định được mạng con. Được 8 nhánh mạng con. Ba bài này với năm bài còn lại thì nó ra không hết thì chúng ta được nhánh mạng đầu tiên là 10. Cỡ này là 1 với năm bài này là không hết thì nó sẽ được là 32. Bước nhảy nó là 32. Thường chúng ta nhớ được cái bước nhảy 32 rồi, mà cứ thế nó cộng thêm mỗi lần cộng thêm 32. Nhảy thêm chọn 32 thì ra được 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 8 mạng con. Còn bây giờ chúng ta sẽ biến thiên năm cái bit này là bit dành cho hot này nè. Nó nhỏ nhất là không, lớn nhất đó là năm số 1 thì nó sẽ trở thành, nó giúp chúng ta xác định được các hot trong từng mạng con. Như thôi. Chúng ta làm thì có thể không nhớ và làm thì có thể chậm, nhưng mà chúng ta phải biết cách làm để sau này nếu có dịp mình làm thì mình phải biết cách làm. Chứ chúng ta cũng không thể nào trong học một ngày một bữa mà chúng ta có thể nhớ được và làm nhanh được. Thật ra ai làm cũng chậm hết trơn. Ví dụ tính toán này bây giờ thì ai làm cũng sẽ chậm hết. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có được 8 cái mạng con. Bây giờ chúng ta sẽ giữ nguyên cái phần không, cái này là 000 thì nó là địa chỉ mạng con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ biến 5 cái bit còn lại này là đang dành cho hot nè, là màu đen đen này, tôi đẩy qua đây tôi phân tích nè. Và tôi chuyển thành màu đỏ nè. Nếu nó là 5 số 0 và 5 số 1 thì nó sẽ giúp chúng ta cái địa chỉ đầu và địa chỉ cuối của mạng con đó. Không, và cái này là 5 số 1 thì nó chính là 31. Thì không có 31. Còn cái này 32 cho tới 63. Ha. Còn này là 64 cho tới 95. Vậy thì cái số này ta đổi sang học phần thì nó sẽ ra được cái số đầu số cuối của cái địa chỉ trong cái mạng con đó. Và nhớ là cái địa chỉ mà toàn là không hết là địa chỉ mạng, toàn là một hết là địa chỉ broadcast, và chúng ta sẽ bỏ nó. Như vậy sau khi mà chúng ta đổi sang thành phân này là 0 tới 31 thì mấy em phải nếu mà đây là địa chỉ đầu và địa chỉ cuối, còn nếu mà là xét IP khả dụng thì bỏ anh số 0 này, bỏ anh số 1 này.
thì nó lại còn lại là từ 1 tới 30. Nhanh thứ nhất, nhanh thứ hai là bỏ ăn đòn cuối thì nó sẽ còn lại là 33 tới 62 là ai ra ai bị khả dụng, còn 32 là đi chỉ mạng, 63 là đi chỉ broadcast cái nhánh mạng này, và chúng ta đang có 8 nhánh mạng còn. Như vậy thì sau khi mà chúng ta xác định được rồi, chúng ta sẽ đây là IP khả dụng này, từ 33 đến 62, broadcast là 63, địa chỉ mạng là 32. Vậy thì chúng ta sẽ có 8 cái nhánh mạng còn khi chúng ta mượn 3 bit. À. Và một điều nhận ra là đối với kỹ thuật này nè, thì dường như là cái số hot trong từng mạng con là nó bằng nhau. À, nó với các kỹ thuật này thì nó là 30 mà 30 hot, có 30 cái IP để đặt từ 1 cho tới 30. À, đúng không? Chúng ta nhìn ra là cái này thường chỉ áp dụng cho các nhánh mạng mà có cái số hot trong một mạng là sao sao Liễu? Có gì không Liễu? Thầy, cái slide hồi nãy á thầy, Sao? mượn 3 bit là mình có 8 mạng con, nhưng mà làm sao mình xác định được cái slide trước á thầy? Ở đây nè, chỗ không 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 nè, không không một nè, làm sao mà mình xác định được nó thầy? Giống như là làm sao mà mấy cái chữ xanh đó thầy, là cái quy tắc nào để xác định nó thầy? Hết nghe rồi Liễu ơi. Tức là em nghe thầy nói là sử dụng 3 bit là mình sẽ có được 8 mạng con, là mấy cái chữ xanh này nè, ba chữ nè, nhưng mà em không biết cách xác định cái ba cái bit đầu của 8 cái mạng con đó. Không biết xác định đúng không? Thì nó là tăng dần theo kiểu nhị phân. Tăng dần theo kiểu nhị phân, vậy số nhị phân á, ba số đầu á là không không không, giờ em tăng thêm một nữa là gì, là tăng làm sao? Ba số nhị phân này nè, em cộng lại thêm một nữa thì rõ ràng là bit không tới thành bit một đúng không? Rồi bây giờ em tăng thêm một nữa thì em tăng cái này lên là một, thì em này đổi lên này thành không. Để tôi lấy ra ngoài tôi làm cái gì em này, để tăng 3 bit. Cái này thì chúng ta học cái này ở cái môn là tin học căn kiến trúc máy tính cũng có học nè, phải không? Thôi tôi lấy cái file PowerPoint này tôi làm cho như vậy luôn. Đây, bây giờ nếu mà chúng ta có tôi tăng thử chúng ta coi nè ha. Bây giờ tôi có 3 bit. 3 bit 0 0 0. Đấy. Nếu mà chúng ta tăng 2 bit này 0 1 nè. Ở 0 0 trước, nếu 2 bit là 0 0 trước. Rồi bây giờ chúng ta tăng bit nữa là 0 1. Không. Chúng ta tăng giờ giờ chúng ta có thể đổi này. Nếu ta đổi từ sang tăng gì ăn thập phân là 0 1 2 3. Phải không? 0 1 nè, 2 nè. Đối với 2 là từ 1 0 nè, 3 nè. Và đây là dạng nhị phân tăng nè. Không, tăng lên là 1 thêm 1 nữa nè. 2 nè. 3 nè. Rồi à, giờ 3 bit. Để tôi kể cơ bản trong này đi. Tiêu đâu shadow apply for the out. Rồi, nếu mà ta có hai bit này ha, không không. Không không. Không một. Hai bit nha. 10 và 11 được không? Đây là dạng nhị phân đấy, còn dạng cái này là dạng nhị phân, còn tôi đánh thì dạng thập phân này 0 1 2 rồi em tăng dần nè, mỗi lần tăng lần 3 nè, 4 5 6 7. Giờ tôi tăng nhị phân ra 3 bit cho em coi nè, nếu có 3 bit 0 0 1 0 0 0
được chưa? 001. 001. 0010. Đúng Dạ. không? Đúng. Rồi tiếp là 011. 011. Tiếp là gì? 100. 100. Dạ. Tiếp. Không biết rồi. Là gì? 101. 101. Tiếp. 110. 110. 111. 111. Ok. Bây giờ nếu mà em để ý nè, đây là bốn cái bài này nè, phải không? Em thấy nó sẽ giống nhau đi. Em thấy là 0001. 11. 10 rồi 11. Thì bây giờ chúng ta chỉ tăng cái bit này lên là 1 nè. Ba cái bốn cái hai cái bit của bốn phần còn lại giống y chang ở trên này, em thấy không? Đấy. Và thật ra nếu mà chúng ta đổi từ thập phân sang nhị phân nó cũng vậy. Đây là 4 nè, đây là 5 nè, 6 nè, 7 nè. Vậy là chúng ta đổi từ 0 tới 7 thì được được 8 cái mạng có. Rồi nếu mà chúng ta cứ làm như thế, chúng ta cứ làm nữa, chúng ta cứ, nếu mà chúng ta muốn 16 thì ta cứ nâng lên. Nâng lên 16, bây giờ em muốn 16 là tăng lên 16. 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đấy, đây là 16. Bây giờ tôi đổi màu cái này luôn. Bây giờ tôi đổi màu một cái nhạc nhẹ nhạc. Rồi. Vậy thì cứ, nếu mà tôi cũng biết nha. Cũng biết. Không, không, không. Không biết. 001. 0010. Thì chú sai chỗ nào không vậy? 10. 0111. Đó. Và bây giờ nếu mà chúng ta làm 4 bit đó, thì chúng ta chỉ copy y chang cái này luôn. À, dán xuống đây. Và đổi màu nha. Và chúng ta sẽ thay giống y chang luôn, nhưng mà chúng ta sẽ đổi cái này là số 1. Số này giờ tăng lên 1. Nếu để ý thì thấy nó có những cái khớp. Ok. Đấy. Được không? Đây là biết dành cho hạn mạng, cứ ta biến thiên tăng dần của 4 bit. Còn nếu 5 bit thì em cứ làm tiếp vậy thôi. Sao được không Liễu? Dạ được thầy. Ok. Rồi sau đó thì chúng ta, chẳng hạn như ta có 4 bit này dành cho bạn con rồi, thì chúng ta cộng thêm 4 bit còn lại dành cho nó, ta gấp vô. Được không? Dạ được. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cái qua cái line này thì chúng ta sẽ xác định được. Dạ ơi. Mượn 3 bit vậy thì cộng thêm 27 cộng 3 là sao? 27 bit đó. Mượn 3 là 24 cộng 3 là 27, chứ không phải là, mặc nhiên cái default lớp C là chỉ có 24 thôi. Nếu chúng ta mượn 3 bit đó là nó trở thành 27. Ha. Tại sao 27? Là tại vì cái lớp chuẩn C là 24. Nè. Chúng ta mượn thêm 3 bit nó trở thành 27. Chứ không phải là 27 cộng thêm 3 nữa là 30 nha. Này không phải nha. Chúng ta có gì rồi thì chúng ta cứ thắc mắc, tại vì cái chương này á nó rất là quan trọng và nó chiếm nhiều cái câu hỏi trắc nghiệm luôn. Chúng ta tôi sẽ cho nhiều trong này, cho nên là cái gì mà chưa có lý lý thì chúng ta cứ cứ trao đổi. Thầy ơi, cái phần bài tập mà bài tập nhóm của thầy, khi mà thầy ghi ra sẽ 24 là cái mặt nạ của nó là 25, 25, 25, rồi chừng nữa là mặt nạ con là mình cộng, nếu mà 4 biết là mình cộng thêm 4 đúng không thầy? Đúng rồi, vậy thì anh bật lên cái chỗ này là 4 nè, nếu đây là lớp C nha. Còn có khi lớp lớp B thì nó chỉ có hai ba đầu thôi nha, tùy theo tại chỗ đó có biểu tập có lớp B lớp C nha, chứ tại mình lấy cái lớp C này mình cho mạng con cho nó dễ, với cái số lượng mạng nó cũng ít
Rồi sao? Được không? Tiếp không? Rồi, nên thân chưa ổn không? Tiếp à? Ủa Tiếp vậy thôi. Ê, cho hỏi gì lớp A lớp B á, mình mượn mạng con là mượn của cái hot ID luôn hả thầy? lớp nào anh cũng phải mượn của cái phần hot nên chia tiếp hết. Lớp A, lớp B gì anh cũng muốn chia mạng con, anh cũng mượn của phần hot đó hết. Đây, chúng ta có cái ví dụ đầu tiên nè. Đây là lớp B nè. Vô chúng ta thấy cái đầu tiên là cái line này, line là lớp B nè. Lớp B nè. Bây giờ lớp B thì chỉ có 16 bit dành cho mạng, 16 bit dành cho hot. Bây giờ tôi muốn chia mạng con tôi, nếu tôi mượn 4 bit đó, thì tôi sẽ mượn 4 bit của bài này. Mượn 3 bit, mượn 3 bit của bài này. Và trong trường hợp này cái line kế tiếp là tôi trong trường hợp này tôi mượn có 8 bit. Tôi mượn 8 bit của anh này là chia mạng con luôn. Như vậy thì tôi sẽ có được 250 6 mạng con. 256 mạng con thì không có 255. Và cái phần hot này là mỗi một mạng con sẽ có 254 hot. Tức là 2 mũ 2 2 mũ 8 trừ 2. Số mạng con là 2 mũ 8. Đây là lớp B mà mượn 8 bit dành để chia mạng con. Tôi có thể xác định được ngay được số lượng mạng con là 2 mũ N, 2 mũ 8 là bằng 256. À, rồi số lượng hot trong từng mạng con là 2 mũ 8 trừ 2 là bằng 254. Thì tôi có thể gán cho từng cái mạng con. Đây là lớp B. Lớp B vẫn chia mạng con. Được không? Đấy. Rồi. Rồi, được chưa? Xin chị, tiếp không? Thì cứ có đây là cũng là một cái dạng câu hỏi nè. Câu hỏi nè, thì tôi cũng thích hỏi vậy nè. Bây giờ tôi hỏi anh chị là để địa chỉ mạng máy tính này nè. Thì cái máy tính nào có cùng địa chỉ mạng với anh này? Hôm qua tôi chọn anh nào? C Cũng okay. C 40 hay quá. À, đi thi vậy đó, thi vậy là đậu rồi đó. À, nhưng mà đi thi thì không biết có tính được hay không. À, và hai này sẽ cùng lớp cái mạng này đó. tập cách nào mình tính cho nhanh thầy? À, tính cho nhanh thì anh chia ghi anh quen á. Nếu mà anh mà không cần phải tính địa chỉ mạng á thì sau này nè anh sẽ tính, anh sẽ nhìn cho đây nè. 33 phải không, nó cho này nhiêu 33 hả, nè 33 nhánh mạng này từ 33 tới 62 thì nó lọt vô nhánh mạng 32. Như vậy là từ 33 tới 62, tại vì bước nhảy nó là 33, bước nhảy của nó sau này sẽ là 31. À, bước nhảy là 31, cứ qua anh sau bằng anh trước bằng anh sau rồi anh sau bằng anh trước cộng 32. 32 thì nó 32 thì tức là nó phải trừ cái đầu cái cuối là nó từ 0 đến 31. Thì không là mạng 31 là broadcast nằm trong khoảng này từ 31 tới 30. Tôi làm biết tôi quen gì, tôi thấy giờ từ nhánh mạng thứ hai là nhánh mạng 32 thì nó nằm khả dụng là từ 33 cho tới 63, 63 chiều 62. Thì tôi biết nó cùng địa chỉ mạng cả tất cả những cái này nè, khi tôi tính ra địa chỉ mạng của nó sẽ nằm trong khoảng là 32, ra 32. Đó, là nếu ta làm quen nha, nó là quen rồi đó, còn nếu không thì bây giờ làm chậm là chúng ta cứ đổi 33 này ra nhị phân rồi. À, số cái 27 thì xác định hết mắt nó là gì, 255 255 255 224, đổi 224 nó ra nhị phân rồi lấy 33 nhị phân đó với 224 ra nhị phân đó rồi end logic lại được bao nhiêu rồi đổi thành thập phân, thì khá là lâu. Khá là lâu. Còn chúng ta nhớ cái bước nhảy của nhánh mạng thì ta cũng thể làm cho nhanh. À, Thầy ơi, thầy nói lại cách làm cái nữa đi thầy. làm gì em Cách đổi á thầy. đổi sang như này phải không? Cách cách Đây là làm cách mà chọn kết quả. cách làm chọn kết quả hả? Cách làm chọn kết quả tức là em phải làm sao em chọn một cái địa chỉ nó cùng nhánh mạng với anh 33, thì tại vì hai cái máy tính mà binh thấy nhau được á là nó phải có cùng địa chỉ mạng.
khác địa chỉ mạng là chúng ta binh trực tiếp không thấy nhau được. Cho nên em phải tính toán, em nhìn ra đây nè, những cái máy tính nào mà nó sẽ có thể cùng địa chỉ mạng với anh 33, đúng không? À, và mình nhìn vào đây là cái này là ta chia ba mạng con, đang mượn 3 bit trên mạng con, thì bước nhảy của nó sẽ là 32, à, từ 0 cho tới 31, rồi từ 32 cho tới 63. Như vậy thì từ 32 tới 63 là nằm chung. Thì ta chọn cái này. Nếu ta nhớ nha, tức là chúng ta đã làm này rồi. Chúng ta làm này rồi, ta nhớ đó. Rồi, còn nếu không làm được như vậy thì chúng ta làm sao? Không làm được như vậy thì chúng ta gà rất là lâu à. Tức là chúng ta phải đổi từng cặp này. Bây giờ tôi coi cái anh nào mà nằm trong nhóm này. Đây. Đổi theo kiểu hôm trước tôi đổi nè. Đó. Bây giờ cái này là muốn là 192 mấy. Một chín hai chấm một sáu tám chấm năm chấm mấy chấm 33 phải không? Rồi như vậy thì cái nó viết viết sạch 27 nè, 27 là mượn 3 bit thì nó là 255 255 chấm 224. Bây giờ nhiệm vụ của mấy em là xác định được cái địa chỉ mạng này, à, địa chỉ mạng. Rồi. Đây là máy A. À, ta đang cho. Đây. Rồi. Mà bây giờ 192 n với 255 thì đây là chính nó, bởi vì 255 thì cái gì, n với 255, bản chất của 255 là 8 số 1. Cho nên n với 255 là chính nó. 168.5. Bây giờ tôi chỉ có cái chấm cuối cùng này là tôi thấy nó không phải là 255. Cái này là không phải 255, cái số 224 này không phải 255. Cho nên là tôi chỉ làm cái cặp này thôi. Vậy thì em phải xác định địa chỉ mạng cho nó. Đây là địa chỉ mạng nè. Yeah, anh cặp này. Ha, rồi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ lấy cái con số 33 này tôi đổi sang nhị phân. Rồi tôi lấy số 224 này tôi đổi sang nhị phân. Rồi số này ra nhiêu tôi chưa biết nha. Bây giờ số 33 này đổi sang nhị phân thì ra nhiêu? Không, không. 001 Một hả? 1 5 số 1 rồi. 000 con số 1 cuối luôn, 3 số con 1. số kia không thôi. Không phải không? Dạ, con Một. số 1 cuối. Rồi. Được chưa? Đúng rồi phải không? Rồi. 224 thì 3 số 1. Rồi. 5 số 0. Rồi chúng ta end logic lại nè. Nhớ là đảm bảo nguyên tắc là 0 với 1 thì ra 0. Tôi xóa hết đi. 0 với 1 cũng ra 0 luôn, chỉ có 1 với 1 là ra 1 thôi. Còn 0 với 0 ra 0, 0 0 ra 0, 0 0 ra 0, 0 0 ra 0. 1 với 0 ra 0. Như vậy là sau khi mà em đã and này được này rồi á thì mình đổi lại từ đây nè, em mới đổi sang lại sang nhị phân nó sẽ ra 32. 32. 32. Ok. 32. Vậy thì em đã xác định được địa chỉ mạng của nó là 32 đấy. Vậy thì tôi điền vào đây địa chỉ mạng của nó là 32. Như vậy thì trong những cái máy tính ở đây nè, em sẽ thấy ai sẽ thuộc nhánh mạng 32. Số 5 thì em vô là nó không phải 32 đó. Tôi ra không. 32 thì chúng ta không thể chọn được. Mặc dù nó là địa chỉ mạng đó, nhưng nó không được dùng gắn cho máy tính. Chúng ta không được quyền chọn 32. Đó là địa chỉ mạng, không được dùng để gắn cho máy tính. Chúng ta chọn 32 cũng sai luôn. À, mà mình sẽ tính chọn 40. 40 thì em cũng làm theo cách này, em end lên thì nó ra là end, sau khi em end lại ra đúng 32. À. Ừ. Còn 63 em end lại thì nó sẽ ra là số khác. 63 thì em end lại thì nó sẽ có thể nó ra 63 mà em end lại thì nó sẽ ra đây anh này. 63 mà em end lại thì nó ra sao? Cái địa chỉ mạng nghĩa là À, 63 thì ra nó là broadcast, là lớp cáp à, Broadcast cũng không được dùng luôn. mình không được À, nếu xài 32 em chọn 32 thì ra địa chỉ mạng, em chọn 63 thì ra ngay Broadcast. Hai này không được chọn để gắn cho máy tính. Cho nên trong trường hợp này là không được chọn
năm không được chọn 6, 32 không được chọn 63. Cái này câu này rất là dài, đó là nhìn vô thấy tính nó 32 63 này lọt vô lây nhưng mà nó không được, bởi vì đây là địa chỉ mạng, còn đây là địa chỉ broadcast không được chọn. Có anh 40 này là gần đó và nó đúng là địa chỉ mạng của nó, còn 75 thì nó hút rồi, 75 thì thuộc qua nhánh mạng sau rồi, 75 thì nó ra thuộc nhánh mạng này rồi, nó ra nhân lại thì là 64 rồi. Ừ. Chỉ có anh 40 này chúng ta end lại thì nó sẽ ra, nó ra 32. Rồi nếu em lấy 40 này nè, em đổi ra thì em sẽ ra đúng như thế. À, 40 nè, tôi làm luôn nè, 40 ha. À, sẵn đây rồi làm luôn nè. 40, đổi 40 đổi ra gì phân coi. 40. Tôi đổi 40 nha, này là 32 hả? 32 này không. À, không. 1 2 1 2 4 đây 8. 43 này, ngay 23. Đây, đây là 40 đấy. 32 nè, với 16 đây với 8 nè, vậy 32 với 8 ra 40 nè. Và chúng ta add logic lại. À, không với khơi, 1 ra 0, 0 1 ra 0, 1 1 ra 1. Rồi không không ra 0, 0 với 0 ra 1 với 0 ra 0. 0 0 0. Và chúng ta cũng đổi anh này cũng đổi lại ra trang 32, phải không? Như vậy thì 40 và 33 là cùng một nhánh mạng. Được chưa? Rồi ra được này. Được chưa? Dạ được ha. Ra được rồi này ơi. Được đúng không? Dạ Được, được hay rồi. quá. Tôi tính dạy tiếp nhưng mà nghe nó dạy được rồi thôi, tôi không dạy nữa. Tôi sẽ lấy cái bài tập này cho chúng ta làm. Đây là chúng ta sẽ làm giùm tôi cái bài này. À, chút xíu nữa vô đây tôi sẽ dạy tiếp tiếp nhưng mà bây giờ chúng ta sẵn đây, chúng ta đang có cái chớn, chúng ta làm giùm tôi bài này kìa. Xác định giùm tôi. À, tính ra giùm tôi cái ba cái địa chỉ mạng này. Bốn cái địa chỉ mạng này. Xem đó là bao nhiêu. Ai mà có đáp án thì cứ đánh lên dòng chat. Chúng ta làm từ từ.
câu D sang 4. Rồi các bạn làm cũng khá nhanh ha. A, B, C. Ok, sang 3. Có câu D tôi tính ra hay chậm quá ha. Rồi, chưa quen với câu D ha. Rồi. Câu này các bạn có thể tính sau khi tính rồi các bạn dò lại cho các bạn và cái IP khả dụng của tôi thì tao xác định là trên cái line của thầy thì chúng ta có thể xác định được cái địa chỉ mạng. Các bạn xác định là cái lớp D là 64 rồi nè. Xác định lớp D là 64 nè. Lớp D là 64 nè. 64. Cái câu này thì nãy giờ chúng ta cũng làm quen rồi, bây giờ tôi làm thử lại cái câu 64 cho cái câu 75 chúng ta coi. Để coi có đúng cái là 64 không. Đây, chúng ta quay lại cái trang này. 64. Các bạn cũng nhiều bạn là 64 ha. Chắc là đúng rồi đấy. Chắc là đúng rồi đấy. Chắc là 64 đấy. Đây. Nếu mà chỗ này là 75 thì 75. 75 thì cái này là 128, 64 thì biết là 1. 64 rồi thì xin mấy nữa? 64. 32 nè. Ủa như biết biết đầu là không luôn mà ta. Bắt đầu là không nè. Thì 64 bật Biết lên rồi nè, 64 cộng thêm mấy nữa? 4. 64 cộng 8 cộng với 2 cộng với 1. Hay quá, 8 cộng 2 cộng 1. Hay quá, anh đã đổi nhanh dữ đó. Hả? Rồi Hả? Sai, số sai một rồi là đây. cái cuối mà hai số một Cuối là rồi số đây. không rồi cuối hai số Là một một xuống không không một không một 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 không không đó à, vậy đúng không, vậy đúng không, đúng rồi đó đúng rồi, đó đúng là rồi, đúng rồi. rồi Hả? Đúng rồi phải không, dạ sáu bốn là tám nè, 72, 72 với 3, 75, đúng rồi đấy. Rồi chúng ta ăn lại đi coi, không với một, một cái không hay không nè, một cái không hay không nè, không không hay không nè, một cái không cũng hay không luôn, không không ra không luôn, không luôn, chỉ không cái này là một thôi. không một không Ok một tám rồi, xuống không đuôi rồi cái à đúng rồi này đổi là 64. Ok hay quá ha, 64 rồi. Vậy thì cái anh này câu D là ra 64 rồi. Thêm một bài tập nữa đây. Bây giờ hai chị cũng chơi cái IP, tôi có IP chấm 66 nè. Máy tính nào có cùng địa chỉ mạng cho máy tính nào? Câu nào? câu A rồi. Câu A. Một người chọn A. Một người. Ai nào? À A câu luôn. A luôn nè câu A luôn nè A luôn. Mấy người rồi? A chưa phải không? Từ từ, cái ai chọn A khác không? Ai cũng chọn A chứ, không có ai chọn khác A chứ hả? Không ai chọn khác A hết thì đâu có cái gì để sửa. Đi thi dạng cho như thế đấy. Đi thi dạng cho, bây giờ tôi tra cứu vô cái bảng này thì coi.
Tra cứu vô cái bảng này coi 90 có phải là cùng với 66 không? 90 với 66, 66 nằm đây, 90 nó vẫn nằm đây. Cho nên nó sẽ thuộc những mạng 64. À, ok. Đúng rồi đấy. Và thêm một cái dạng câu hỏi nữa hay cho đó là ví dụ như tôi cho một cái dạng câu hỏi như thế này. Thì nó là một cái địa chỉ IP thuộc nhóm A có 28 bit. 28 bit. Vậy thì hãy cho biết cái subnet mask nó là gì? Hãy cho biết. Không Hãy cho biết. mất mất Subnet mask. hai bốn tám ở Mặt đây nạ mạng con ấy của A là gì? 255.255.255.240 hai bốn mươi Chứ bạn cái phải mình cái mình phải ánh xạ ra có người gì chưa trả lời nhiêu 40 đúng rồi đó, thì nó phải chúng ta hiểu là 255.255.240 đấy à. Còn nếu tôi nói 20 sau này tôi nói cho 248 thiệt 29 rồi 29 rồi 30 là nhiêu 252 30 là 52 255 luôn ở đây 252 chứ. nè. Ví dụ như tôi sửa lại chỗ này là 30 thì anh chỉ chọn câu nào? Ok, ví dụ như thế 30 hay là 29 thì anh chỉ chọn câu nào? Ví dụ như vậy 29 thôi, 29 chính là 248 này. Câu 29 là B. câu B nè. Câu B, ok vậy đó, dạng như thế, 28 thì phải chọn câu B. À, tôi biết có Rồi. các bạn khác theo kịp hay không? Ok phải. Sao? Diệu có hiểu không Diệu? Tạm được thầy ơi. Cái câu này nè em có hiểu không? Câu này Hồng Sương có chọn được không? Hồng Sương có hiểu không? Dạ, em hiểu Thì tắt ta rồi, còn chút xíu nữa ví tôi nói, mà còn vài like nữa ta nói chút xíu nữa ha. Cho xong cái này đi. Rồi vô rồi tôi sẽ hướng dẫn làm cái bài tập. Ok. Tiếp lại. Rồi. Rồi cái bài tập này thì ta giờ tự chia ra. Và cái quan trọng bây giờ là cái gì? Làm sao chúng ta biết chúng ta cần phải có bao nhiêu subnet mask? Như vậy thì trong quá trình mà để phân chia mạng con chúng ta tóm tắt như thế này nè. Đầu tiên các bạn phải xác định được cái số lượng mạng con bạn cần có. Ví dụ như bạn xác định là bạn tôi cần có 5 mạng con, tôi cần có 7 mạng con, tôi còn 9 mạng con. Mà tại sao tôi lại cần 5, 7 hay 9 mạng con? Tại sao tôi lại cần cái nhu cầu tôi cần thế? Như vậy thì muốn muốn mạng con đó là thường là nó gắn cho một cái đơn vị, một cái phòng ban hay phòng lab. Ví dụ như bây giờ trong cơ quan tôi có 4 5 cái phòng làm việc, à, phòng kế toán, phòng kỹ sư, phòng kỹ thuật ấy. Phòng kế toán, phòng kỹ thuật, phòng giám đốc, phòng nhân sự, mà mỗi phòng như thế tôi sẽ có một cái nhánh mạng riêng. Như vậy thì tôi sẽ đi khảo sát trong cơ quan của mình, được gọi là trước khi bao giờ thiết kế mạng hay thiết kế phần mềm, người ta cũng có cái khâu gọi là đi khảo sát hiện trạng. Như vậy thì thu thập thông tin yêu cầu. Như vậy thì tôi đi khảo sát hết các phòng chức năng, ví dụ như trong cơ quan của tôi là có phòng văn phòng khoa nè, có phòng ban chủ nhiệm khoa nè, có phòng tiến sĩ nè, nghiên cứu sinh nè, có phòng dành cho khách nè, rồi phòng kỹ thuật nè, phòng nghiên cứu chuyên sâu nè, các phòng và hàng chục các phòng 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 thực hành. Như vậy thì tôi muốn mỗi cái phòng chức năng của tôi như thế có một nhánh mạng riêng. Như vậy tôi điếm ra họ tôi đi khảo sát họ tôi có tới 40 cái phòng chức năng. Như vậy tôi cần 40 cái mạng con. Còn nếu trong cơ quan tôi chỉ có khoảng 10 phòng chức năng thôi thì tôi cần 10 mạng con. Tôi cần có 5 phòng chức năng, tôi cần 5 mạng con. Vậy đó. Ý như thế. Thì hiện tại tôi muốn là mỗi trong một cái đơn vị chức năng như thế nó sẽ có một mạng con, và nó có các IP trong cái phòng đó nó sẽ có cùng nhánh mạng. À. Như vậy sau khi tôi đi một vòng tôi khảo sát thì tôi xác định được con số N đó là tôi cần có bao nhiêu mạng con.
Như vậy là sau khi tôi đã có được N này rồi thì tôi về tôi biểu diễn là N trừ 1. Ví dụ như tôi trong trường hợp này tôi cần có 6 mạng con thì tôi biểu diễn 6 trừ 1 là bằng 5, thành cái số nhị phân. Vậy thì số 5 này biểu diễn số nhị phân ra cái gì? Thì cái số 5 này á biểu diễn ra số nhị phân đó là 101. Vậy thì nó 3 bit, tôi cần mượn thêm 3 bit nữa để tìm kiếm mạng con. À, thì sau khi mà mình khảo sát được N này rồi mình biết là số N này trừ 1, nó là dạng nhị phân và nó là dạng 3 bit thì tôi phải cần ít nhất là 3 bit nữa để chia bằng con. Như vậy thì sau này tôi sẽ mượn 3 bit để chia bằng con. Và chúng ta có thể là khi chúng ta mượn 3 bit này nó có cái số lượng mạng con nó chia nó có thể nhiều hơn. Ví dụ như là sau khi tôi chia 3 mạng con này thì 2 mũ 3 là tới 8 hai mạng con, nhưng mà sau tôi dùng thì thật sự là chỉ có 6 thôi, thì còn dư 2 nhánh mạng đó thì đợi sau này có còn chức năng mới ta sử dụng ha. Chứ không phải là mượn có 5 thì về chia cho đủ 5, mà về nguyên tắc trong mạng nội bộ mạng LAN á chúng ta phải chia dư, tại vì trên tinh thần là số lượng phòng chức năng thì nó luôn luôn nó mở rộng ra, cho nên là chia đối với mạng con thì chia dư. Ví dụ như mỗi phòng đó nó chỉ có cần có 40 50 máy thôi, nhưng mà tôi chia mạng con á trong mỗi một cái nhánh mạng đó tôi có thể chia nó là 250 KB cấp cho phòng đó, bởi vì cái số lượng máy tính trong đó nó có thể phát triển thêm. Và khi chúng ta nguyên tắc thiết kế mạng, cái này nó gọi cái này mình nói hơi xa rồi, đó là một thiết kế mạng, tức là khi chúng ta thiết kế hệ thống mạng thì nhu cầu phát sinh của cái mạng đó nó có tăng đi thì vẫn không làm thay đổi và không làm ảnh hưởng đến cái bản thiết kế của mình. Đó là cái hay của người thiết kế, chứ không phải là thiết kế nó cứng nhắc như vậy, cần mỗi người mỗi lần vô có khách vô gắn cái máy tính vô xin IP không có phải đi mở rộng thiết kế mạng lại là người ta thua rồi. Làm như vậy là nó quá tệ. Ừ. Đó là cái việc phát sinh đó hay gì là nó vẫn coi giảng một cách tự do, tại vì IP mà chúng ta dùng trong cái nhánh mà nghe rồi là Revit á là không phải trả phí. Mỗi một cái nhóm lớp A nó dành nhánh mạng số 10 này, lớp B nó dành 172.16 tới 172.30 nè. Rồi lớp C là 192.168.0 với 168.25 là mấy em dùng và đặt cho cái máy tính là không cần phải trả phí. Nhưng rồi đó là gọi là biểu Revit nha. Còn IP public là phải trả phí. Mỗi một cái IP public các bạn ráng cho thiết bị là phải tính tiền cho bạn đấy. Cho nên là IP public là người ta đang sử dụng rất là tiết kiệm, bởi vì phải trả phí và mỗi một cái cơ quan chức năng muốn có bao nhiêu IP là phải đi thuê, đi mua. Rồi bạn phải trả phí đó hàng năm. Cho nên là chia mạng nội bộ á, thì chúng ta cứ chia dư đi, dư thừa. Theo nguyên tắc là chia dư thừa. Còn chia mạng diện rộng IP public á thì mới gọi là chia tối ưu, tức là có cần nhiều thì cứ chia đúng nhiều thôi, không có dư, dư là tôi phải tính tiền lãng phí không được. Cho nên là như thế. Rồi như vậy thì sau khi các bạn đã tạo ra được bao nhiêu mạng con á, bạn đã mượn bao nhiêu bit rồi đó, thì đầu tiên phải xác định được cái mặt nạ mạng con tương ứng. Mượn 3 bit thì mặt nạ sao, mượn 4 bit mặt nạ làm sao để hỏi ta khớp vô tính địa chỉ mạng. Rồi sau đó các bạn liệt kê các mạng con mà các bạn có được. À, các bạn có được. Rồi. À, sau đó các bạn sẽ chọn ra N cái địa chỉ mạng. Các bạn áp dụng vô N cái phòng chức năng. Còn có dư kể nó không sao. Dư để đó mai mốt có thêm phòng nữa. Mai mốt thêm phòng nữa thì ta cấp cho anh ta. Và dư càng nhiều càng tốt. Không sao cả. Cái này là mình chia hơi bị sát sườn. Để ra điều kiện chia trong mạng nội bộ là không cần phải chia sát sườn. Chia rộng hơn. À, chia rộng hơn. Đó. Đó là cái kỹ thuật. Rồi cái kỹ thuật thứ hai nó gọi là cái phương pháp này là phương pháp định tuyến liên miền mà không phân lớp, CIDR, lossless internet domain routing. Cái kỹ thuật này á, cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật chia tối ưu nè anh chị. Chia tối ưu nè. CIDR là một cái sơ đồ đánh địa chỉ mới dành cho mạng internet hiệu quả, mạng internet nè. Cho nên nó chia là nó chia sát sườn luôn, không có dư, tối ưu luôn. Bởi vì IPv4 chúng ta hiện nay là đang thiếu hụt trầm trọng, cho nên là không chống lãng phí. Còn cái kỹ thuật backhaul chúng ta thường là áp dụng để chia cho mạng nội bộ, còn này là chia cho mạng internet, tức là IP public đấy. Nhiều hơn so với sơ đồ địa chỉ cũ. Lớp 3, lớp B thì chúng ta chia thường sử dụng dư thừa hay bị lãng phí vào, nhưng mà cái này là chia sát sườn luôn. CIDR ra đời để giải quyết cái vấn đề bức xúc địa chỉ IP thiếu IP trên mạng internet ha, và vượt qua cái khả năng chịu đựng của bạn định tuyến, tức là các bạn chia nhiều nhánh mạng quá thì anh này anh sẽ gom lại làm cho bạn định tuyến nó nhỏ lại. Cái này kỹ thuật hơi thay
Để cao một chút rồi. Cấu trúc của CDR thì nó sẽ không sử dụng cái địa chỉ ABCD nữa, mà nó sẽ có cái phần nhận dạng mạng là từ 3 cho tới 27, nó cần bao nhiêu nó sẹp bấy nhiêu luôn. Mặc dù một cái địa chỉ IP á, theo cấu trúc CDR nó vẫn là 32 bit của địa chỉ IP chuẩn, cùng một thông tin, nhưng mà nó bổ sung về thêm cái phần là số lượng bit được sử dụng ở phần nhận dạng mạng. Ví dụ như nó biết cái địa chỉ IP như thế này nó sẽ 25, là các bạn biết nó đang dùng 25 bit dùng để nhận dạng mạng đấy, và nó chia sắc sườn luôn. Chia sắc sườn luôn. Cái này nó dưới sẹt bao nhiêu là nó xài nhiêu, nó sẹt bấy nhiêu luôn. Rồi cái kỹ thuật này thì chúng ta không có đi sâu vào cái việc chia mạng con đó, vì nó cũng hơi hơi khó một chút, cho nên là thôi đi. Chúng ta nghiên cứu một kỹ thuật coi, kỹ thuật này thì nó hơi khá là phức tạp. Chúng ta nếu có dịp mà có nhiều thời gian thì tôi sẽ học môn nào đó kỹ kỹ một chút thì chúng ta sẽ chia. Còn cái này là nó cần bao nhiêu sẹt bấy nhiêu luôn. CDR nó hoạt động dựa trên kỹ thuật là VLSM, tức là Very Large Subnet, tức là một cái kỹ thuật cho phép chia không gian địa chỉ IP thành một cái hệ thống các subnet có kích thước khác nhau. Cái kỹ thuật của mình chia mạng con á, là chúng ta thấy sẹt 27 thì tất cả các nhánh mạng đều sẹt 27 phải không? Nhưng anh này không có, bạn cần sẹt số lượng máy tính lớn thì có thể sẹt 24 thôi. Bạn cần nhiều hơn chút thì sẹt 25. Bạn cần nhiều chút nữa, ít hơn chút nữa tôi sẽ 28, 29. Bạn cần tới đâu tôi cắt khúc 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 cho bạn vậy đó. Khúc vậy đó. Và kỹ thuật này gọi là chia tối ưu, mà nó thường là áp dụng cho mạng internet thôi, chứ trong cái kỹ thuật chia mạng LAN, mạng nội bộ ra thì chúng ta thực sự không cần thiết phải chia tối ưu, bởi vì tôi nói như tôi nói rồi, IP không có cái trả phí, cũng xài dư tốt không gì cả. CIDR là có khả năng tổng hợp nhiều mạng lại thành một cái lớp mạng chuẩn lớn, nhờ đó cái bản định tuyến của chúng ta nó sẽ giảm xuống. Cái kỹ thuật này cũng khá hay, nhưng mà đây ví dụ như bạn lấy một cái nhánh mạng ra, và mỗi cái nhánh mạng nó có số lượng hot khác nhau, nhu cầu của lượng hot khác nhau, và chúng ta sẽ chia làm sao cho nó sát sườn với cái số lượng hot thì cần luôn. Chia là sát sườn luôn, bằng nhánh một nhánh mạng thôi các bạn chia ra, thì ví dụ như cái nhánh mạng A bạn cần 90 máy hay không, 90 máy thì tôi sẽ 25 luôn, bởi vì tôi sạc 25 thì có tối đa 120 mấy máy sạc cho bạn. Rồi bạn cần cứ 60 máy phải không, tôi sạc 26 luôn. 40 máy phải không, tôi sạc 26 luôn. Bạn cần 20 máy, tôi sạc 27 luôn. Tức là nó chia tối ưu luôn. Tối ưu luôn. Mà cái này là tôi đang lấy cái IP Raspberry tôi chia, thì ra thường cái kỹ thuật này nó chỉ áp dụng trong mạng diện rộng thôi, mạng diện rộng thôi, chứ cái kỹ thuật mạng nội bộ thì người ta sẽ không có dùng kỹ thuật này. Cái kỹ thuật này thường là dùng như tôi nói là chia tối ưu cho những cái nhánh mạng có số lượng hot khác nhau, và nó cấp cho một cái khoản là sát sườn luôn, không có dư. Còn ví dụ như tôi chúng kia ta chia cái kỹ thuật mà chúng ta nãy giờ ta nghiên cứu á, ví dụ như tôi sẽ 26 đi thì được mấy chục hot đó, nhưng mà trong cái nhánh mạng đó nó có 4 5 hot, thì mình gọi là mình có cảm giác hơi lãng phí, nhưng cái lãng phí đó là bình thường, bởi vì cái phòng đó thì ta còn ra vô số lượng máy nó biến động liên tục. Còn cái này là cái địa chỉ áp dụng cho mạng diện rộng, cho nên thường có hai router nối nhau thôi, hai router thì cần hai cọng dây nối nhau có hai cái IP là thôi, đâu có tăng giảm gì nữa, cho nên là cái này là thường nó áp dụng cho cái mạng mà có ít biến động, và số lượng IP này là khan hiếm và phải trả phí, cho nên cần phải tối ưu. Thầy nhớ ha, hai kỹ thuật này thường nó hai hướng khác nhau, hai kỹ thuật chia IP này rồi. Đây là bản định tuyến trong các router, thì sau này trong mỗi router nó sẽ phải xây dựng được cái địa chỉ mạng của tất cả các nhánh mạng mà nó đang tham gia vào, thì nó mới gọi là hội tụ. Nhìn vào đây nhanh này, chúng ta thấy router 1 này, router 2, router 3, và chúng ta đang có nhánh mạng nè. Anh này đặt sang nhánh mạng số 1, anh này đặt sang nhánh mạng số 2, anh này đặt sang nhánh mạng số 3, và anh này nhánh mạng số 4. Như vậy thì trong cái môi trường này đang có 3 router và 4 nhánh mạng. Cho nên nếu có một cái router sau khi bạn cấu hình IP xong á, thì những anh nào kết nối trực tiếp với nó sẽ được nhìn thấy cái địa chỉ mạng, nó được nhìn thấy trong bảng mặt đường của router. Cho nên cái router 1 là chúng ta thấy ngay cái nhánh mạng số 1 và nhánh mạng số 4. Trong cái router 1 chúng ta nhìn thấy ngay nhánh mạng số 1 và nhánh mạng số 4, nó để là local, tức là nó cục bộ không cần có đi đâu cả. Nhưng mà nó phải cần phải đi qua hai nhánh mạng khác, đó là nhánh mạng số 2 và nhánh mạng số 3. Muốn đi qua nhánh mạng số 2 và số 3 thì sau này nó phải học, bạn phải vạch đường vô. Nếu nó không tự học được thì bạn phải vạch đường bằng tay.
Như vậy thì nó phải tìm cách đi qua nhánh mạng số 2 và số 3 nè. Như vậy từ router 1 muốn đi qua nhánh mạng số 2 thì nó sẽ gửi qua cái anh nào? Nó sẽ gửi qua anh 4.2. Gửi qua 4.2 là anh này. Không, 4... Người 4.2 là anh này. Là next hop của nó. À, còn muốn đi qua nhánh mạng số 3, muốn đi qua nhánh mạng số 3 thì nó phải gửi qua anh này. Next hop của này là 4.3. Ha, tương tự như thế. À, tương tự như thế, đối với anh số 2 thì nó có nhánh mạng trực tiếp của nó là 2 và 4. Anh số 2 này, trực tiếp của nó là 2 và 4. À, 2 và 4 là local nè. 2 và 4 local. Và nó đang cần đi qua nhánh mạng nào? Nó sẽ đi qua nhánh mạng số... Đối với router 2 thì anh ta cần có đi qua nhánh mạng số 1 và nhánh mạng số 3. Bây giờ nếu mà từ router 2 muốn đi qua nhánh mạng số 1 thì anh ta sẽ gửi qua cái net hop của router này. Đó là anh 4.1. À, 4.1. Thì cái này thì chúng ta tạm thời ta nhớ nghe vậy đi, tôi nói hơi nhanh chút nhưng mà nó không sao cả, bởi vì lúc mà chúng ta học bậc đường thì chúng ta sẽ nói nghiên cứu kỹ này chút. À, kỹ chút. Rồi tới router 2 mà muốn đi qua nhánh mạng số 3 này thì anh ta sẽ gửi gửi qua nhánh mạng 4.3 đó. Thì sau này nó có cái cú pháp. Rồi nhớ dắt chúng ta một cái giao thức gọi là ARP. Giao thức này là Address Resolution Protocol, ARP. Giao thức này nhiệm vụ của nó là phân giải một cái địa chỉ IP sang mắt, IP sang mắt, IP sang mắt. Và nó đây nó nằm ở trên tầng 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 mạng. Đây là hai giao thức nằm trên tầng mạng. Nếu mà có hai giao thức ngược lại đó là ARP. Anh này là ánh xạ một cái địa chỉ mắc về IP. Anh này thì nó nhiệm vụ là ánh xạ một cái địa chỉ IP về mắc. Nó hỏi cái địa chỉ IP này là mắc là gì. Nè, IP này là địa chỉ mắc là gì. Như vậy thì ARP nhiệm vụ nó sẽ phân giải một cái địa chỉ IP sang địa chỉ mắc. IP này là bao nhiêu? Thì nó trong mỗi một cái máy tính sau này nó sẽ có một cái bảng địa chỉ liệt kê danh sách cái địa chỉ IP và mắc. Và nó hỏi IP này nhiêu thì anh này sẽ trả lời dò vô cái bảng nó kiểm tra và cho biết cái IP này là mắc bao nhiêu, đây là anh ta trả lời. Thường áp dụng cho khi mà cái router nó cần biết cái địa chỉ IP đó mắc nhiêu thì nó gửi có tin ở tầng 2. Và đây là cái giao thức nằm ở tầng 2 nha anh chị, ARP nằm ở tầng mạng này. Ba cái giao thức tôi sắp nói đây nó đều nằm ở tầng mạng hết, đó là giao thức ARP. Và sau này cái cấu trúc của ARP thì nó có hai cái cấu trúc, đó là hỏi và trả lời, request và relay. Và chúng ta sẽ nhìn vào cái giá trị khung của nó nè. Sau này chúng ta sẽ bắt được cái khung này và chúng ta sẽ coi cái dòng của nó là khung này có giá trị là gì. RAM time nữa. 0806 thì là họ hỏi question, còn 0835 là trả lời. Còn cái router không time này nè, nó sẽ cho biết giá trị cái tầng 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 ba là gì trong cái phần router time này, có tin mà ARP thì cái số này nó cho biết ở tầng 3 nó là sử dụng địa chỉ IP, khai báo địa chỉ tầng trên nó là gì. Còn có giao thức ngược lại đó, tại chúng ta có cái giao thức ARP là hỏi địa chỉ IP đó ra địa chỉ mắc là gì, còn có giao thức ngược lại là RARP tức là hỏi ngược lại địa chỉ mắc đó là IP là gì. Anh này ngược lại. Như vậy nhớ giùm tôi ha, là ARP là dịch từ IP sang mắc, còn RARP là trả về mắc về IP. Em cũng dễ nhầm lẫn lắm, tôi cũng hay lộn nè. Đó, đây là giao thức, và ba giao thức này đều nằm tầng 3 hết. Còn một cái giao thức nữa rất quan trọng đó là cái giao thức ICMP. Mỗi lần sau này chúng ta ping á, thì nó sẽ có một cái message trả lời cho chúng ta. Như vậy thì đây là cái các thông điệp của cái giao thức được gửi đi trong gói tin IP và được dùng để gửi các thông báo lỗi. Cho nên khi ta ping và kiểm tra nó thường có cái câu trả lời đó. Thì cái giao thức này cũng là nằm ở tầng 3 luôn, gọi là ICMP, tạo ra nhiều cái thông điệp hữu ích. Ví dụ như là nó có trả lời là đích có đến không, nếu không đến thì nó báo là nó không hiểu nhánh mạng này, không tới đích thì nó báo không hiểu nhánh mạng này. Còn nó hỏi bằng trả lời á, nếu mà sau này chúng ta thấy nó relay tức là nó trả lời, tức là hai máy tính nó thông nhau, khi chúng ta ping mà nó phải có trả lời á, là hai máy tính nó thông nhau. Còn nó request somehow gì đó là nó đến không tới. Còn chuyển hướng là direct, vượt quá thời gian là time asic.
Quảng bá bộ định tiến là Rustin the Rifleman. Còn cô lập tức là nó có nhiều cái thông điệp lắm. Đây là ví dụ như tôi có cái ví dụ như cho ta coi là Winder nè. Thì sau này á, cái giao thức này gọi là giao thức nằm ở tầng 3 dùng để kiểm tra liên thông máy. Khi tôi đánh IP config thì tôi dùng để kiểm tra địa chỉ máy tính của mình. Rồi sau đó tôi ping nha, tôi kiểm tra sự liên thông ping. Đây là tôi ping tới DNS của Google nè. Và nếu nó relay tức là nó trả lời, và cái những cái dòng nó hiện ra này là thuộc về giao thức ICMP nè. Nó request timeout là thực ra nó quá thời gian không ai trả lời, nó có thể nó bị lỗi gì đó. Còn hôm trước tôi chúng ta còn thời gian đi ra chơi không? Chúng ta ra chơi chút đi ha. Rồi vô tôi sẽ hướng dẫn tôi làm và thực hành. Chúng Dạ ta ra luôn chơi buổi tới 8 sáng. giờ đi chị ơi. Dạ. Chơi chút thôi.
Dạ có này rồi. là alo, nghe thầy ơi. học nhé, chúng ta quay lại học nhá. Dạ. Dạ thầy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái bài đầu tiên, chúng ta cái bài thực hành. Anh chị thấy màn hình đây chưa? Thấy Dạ thấy rồi. ha. Bây giờ mình sẽ làm cái bài đầu tiên. Mình sẽ đầu tiên thì xíu nữa chị làm á, chị mở cái bài Word lên á. Chị sẽ copy mấy cái này lại, ta làm rồi ta sẽ nộp lại cái bài Word cho tôi. Và mỗi bài như thế này là chúng ta lấy 2 điểm nha. 2 điểm đấy. Nhiều đấy. Điểm thực hành đó nha. Trong 30 thực hành thì nó chỉ chiếm có hôm trước tôi nói 30 hay 400, 40% gì đó tôi có trong cái kế hoạch đó, nhưng mà mỗi bài như thế này là nó chiếm tới 20% trong phần điểm thực hành, tức là 3 bài là tới 60%, nhiều lắm Thấy thầy cho nhiều bài lắm mà à. Cái mấy bài kia là tính riêng, có bài thực hành này là tôi ta sẽ có 3 buổi thực hành ở trên LSIT đó. Ta sẽ có ba buổi dạng như thế này, 3 buổi làm bài tập trên bất kỳ chơi sơ như thế này, là mỗi bài cho bất kỳ chơi sơ mới là 20% ha. Rồi bài đầu tiên, anh chị hãy tạo ra cho tôi một cái thư mục ở trên, lúc làm chúng ta tạo ra cái thư mục trên ổ D thì máy tí chị tính á, chị cứ tạo ra một cái thư mục là tên là buổi 1 vậy đi, buổi 1. Rồi các cái bài bất kỳ chơi sơ nó sẽ lưu vào đây, bài file Word nó lưu vào đây. Chị lưu cái file Word này á, cái file Word này anh chị làm rồi anh chị sẽ lưu với cái tên là vào cái thư mục buổi 1 round đây, buổi 1 tên là mã học viên của anh chị đấy, mã học viên của anh chị đấy, rồi họ tên. Nếu anh chị nhớ số thứ tự của mình trong danh sách thì ghi vô luôn, số tự luôn. Số tự. Rồi. Vậy thì cái file này ấy, nó là dạng Word và anh chị sẽ nộp lại tôi. Số tự thì hồi chúng ta lúc điểm danh á, chúng ta xem nhớ xem giùm tôi. Rồi bây giờ chúng ta làm bài số 1 nè. Bài số 1. Trong cái mô hình. Bài 1 đây. Thì cái bài này á, là chỉ vẽ 2 cái máy tính rồi rồi binh với nhau thử coi. Và 2 anh này ta nhìn kỹ nó sẽ cùng địa chỉ mạng nè, cùng địa chỉ mạng nha. Đây là 192.168.0.11, 192.168.2.11. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái IP configuration trong cái top desktop, top desktop nè, IP configuration đặt IP, đặt IP xong
Navi xong rồi, sau đó chúng ta sẽ trước khi đánh thì ta đánh cái lệnh ARB xem. À, thì cần cái lệnh ARB này á là để xem các bạn địa chỉ bắt đầu receivable trên với PC coi nó có học được hay không ha. Sau đó mình nó lệnh chỉ lệnh IP config nè, cái lệnh này là lệnh dùng để kiểm tra IP trên máy tính của mình nè. Nếu ta đặt thành công á thì nó sẽ hiện ra như thế này, là cái máy tính số 1 nè nè, máy tính số 1 IP là 0.11. Rồi chúng ta sẽ ping qua máy tính 12. À, chúng ta sẽ ping qua máy tính 12. À, các anh chị cho tôi biết cái máy tính số 1, từ máy tính số 1 cái MAC address của máy tính số 1 là gì. Và cái MAC address của nó đó, khi nó đánh IP config shell này nè, thì MAC address của nó hay còn gọi là physical address. Nó này nè. Vậy thì MAC address chính là physical address. Và anh chị sẽ ghi lại con số này giùm tôi vào vào cái đáp án. Rồi. Sau đó chúng ta dùng để ping tới máy tính số 2, tức là IP máy tính số 2. À, sau khi ping xong, kiểm tra bản vạch đường lại, kiểm tra ARB lại. À, nếu anh chị kiểm tra lại á, sau khi anh chị ping xong nè, anh kiểm tra lại thì nó sẽ cập nhật cái địa chỉ MAC address vào cái máy tính số 1. Thì đây là cái bản MAC receivable mà chúng ta nói mà nó vận hành theo cái giao thức nãy là ARB. Sau này muốn hỏi IP này địa chỉ MAC là gì thì nó sẽ dành, nó hỏi này. IP MAC. Đây là cách nó xây dựng cái bản MAC receivable. À, trên máy tính nó cũng xây dựng như thế. Rồi, trên máy PC2, anh hãy chị hãy cho tôi biết MAC address PC2 là gì. Sau khi đặt xong rồi, chúng ta cũng đánh lệnh IP config shell. Rồi. IP máy tính số 2, ngày sau đó chúng ta từ máy tính số 2 ta ping máy tính số 1. À, thì những cái chỗ nào mà có dấu chấm chấm như thế này á thì anh chị sẽ làm hết cho tôi. Ví dụ như tôi copy này. Vô cái file trả lời. Bài 1. Bài 1. Rồi, bài 2. IP 2. À, nó có cái gì ấy thì à. Và những cái dấu chấm chấm này anh chị phải điền vô nha. Bây giờ tôi lên trên bất kỳ cho sơ tôi làm đây. Đây. Chúng ta chỉ lấy hai cái máy tính ra. Rồi. À, đổi lại cái này là PC1, PC2 gì đó. PC2 nè. Đây là PC1 nè. Hay là lấy cho đây cũng được nè. Đi đắp đó lên. Đổi tên nó là PC1. Khó khăn quá hả? Rồi nói con dây nó, để nói dây cáp thì nó là nào nè. À, hai cái máy tính thì nó dùng dây chéo. Đây. Và nói qua interface nha. À, fast internet. Đó. À, để đây cái này là cái dòng chú thích thôi anh chị. Cái dòng này là chúng ta dùng nốt để giờ cái dòng chú thích thôi. Để ta cho chúng ta biết cái IP của nó là gì, tôi đánh một cái dòng cái này giống như dòng text thôi. 0.11.24. Rồi. Dòng text thứ hai. À, cái này chỉ là cái dòng cho nó hiện ra thôi. .0.12.24. Cái này thì nó chỉ là cái chuỗi để nó hiện ra bên ngoài chúng ta coi thôi. Rồi, sau đó tôi sẽ sell cái bài này vô, bài 1. À, vô ổ D. Tôi lựa cái thư mục hồi nãy. Tất cả những cái gì anh chị du lưu được làm được bữa nay ta lưu vào bài 41 hết. Bài 1. Rồi. Sau đó giờ chúng ta đặt thử IP thực sự. Cái này là dưới chuỗi cho nó biết cái IP ngoài mô hình thôi. Sau đó nó vào đây nè. Desktop. IP comparison. Đặt IP 11. Thì mặc nhiên đây là nó để là tôi lấy chuột xuống đây nó để hiện ra 255 255 cho mình. À, rồi ok, đóng lại. Máy tính số 2. Desktop. IP configuration. Rồi. 192.168.0.12. Đấy. À.
Rồi, xong. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ mở máy tính này lên. Thì trong đây nó có rất nhiều chị. Trong máy tính số 1 này, có Termino Command Room nè. Thì tôi đã mở cái Command Room này lên. À, rồi. Thì cái lệnh này á, đầu tiên theo cái yêu cầu của cái đề là cái gì? Theo yêu cầu của cái đề là sau khi chúng ta đặt xong cái IP nè, chấm 0.11 này, chấm 0.12 này, sau khi đặt xong cái hai IP này anh chị mở lên đánh lệnh ARB trừ A trước. Cái lệnh này là kiểm tra các bạn địa chỉ MAC address, rồi đánh cái lệnh này để biết cái địa chỉ máy tính của mình. Rồi sau đó thì chúng ta mới bin, sau đó từ đây chúng ta mới bin cái máy tính số 2 rồi kiểm tra lại bản ARB table. Vậy thì nó cứ làm vậy thôi, mà cái này cũng không có gì. Mở lên nè, đánh ARB trừ A, xin lỗi tôi tắt tiếng Việt, ARB trừ A. Nó chưa có gì cả. IP config second, IP config thường này. Ở trong đây nó có những cái lệnh gì á, sau này anh chị muốn biết cái lệnh gì thì có đánh dấu hỏi nè. Nó chỉ có hiện hỗ trợ có một số lệnh thôi trên quy trình mô phỏng này, nó không có hiện nhiều lệnh mà nó chỉ hiện một số lệnh thôi. Lệnh ARB delay table này, chúng ta coi cái cú pháp hỗ trợ lệnh kia đó ha. Thế là mô chúng ta đánh phím thao tác nó hiện ra, nó chỉ có một số lệnh thôi đấy. Như vậy thì đánh sau đó tôi đánh ip config set on, config set on đấy, enter. Vậy thì nó sẽ hiện ra, và đây chính là cái địa chỉ MAC address mà tôi muốn anh chị ghi. Tôi sẽ ghi cho anh chị một câu trước, ví dụ như này là A15 nè. Sao như vậy thì chúng ta cứ mở cái bài nã lên, nó hỏi đây là muốn biết cái địa chỉ MAC address PC1 là gì, anh chị cứ dán vô thôi đấy. Rồi cứ thế là làm. Rồi nè, giờ bình tới máy tính số 2, bình tới máy tính số 2 nè. Đấy, cái này là tôi cũng cho muốn biết chúng ta là biết cái cấu trúc địa chỉ MAC address nữa. Đây là cái địa chỉ MAC address hay là physical address 48 bit nè. Rồi. Sau khi mà chúng ta máy tính số 1 lên. Đây rồi. Ha. Bây giờ chúng ta sẽ ping qua cái IP của cái này, địa chỉ IP nó nè. Số 11, bây giờ tôi ping số 12 nè. Bin bin thì là địa chỉ IP của máy mà chúng ta muốn bin. Enter. Ha. Và nếu nó relay là nó trả lời. Trả lời đó là hai cái máy này gọi là sau này nó là thông mạng. Nhớ relay là thông mạng. Còn khi nó trả bất kỳ cái gì khác đều gọi là không thông mạng. Ví dụ như giờ tôi bin cái số này thì máy tính này nó không có tồn tại, số 13 không tồn tại thì nó sẽ nó sẽ trả lời như thế nào? Timeout nha. Thì sau khi chúng ta bin được cái số 12 này rồi á, thì nó lúc này nó sẽ học cái MAC address của IP số 12, nó đưa vào các bạn. Rồi mấy em phải đánh lại cái lệnh ARB thì chúng ta thấy nó cập nhật lại bản. Chúng ta có thể chụp cái này vô hoặc cắt cái này vô cũng được. Để vô đây cho tôi coi, cho tôi biết là nó làm thành công ha. Dạ thầy ơi em hỏi xíu à. Sao Dạ cái ARB xịt A đó có cái physical address đó là địa chỉ của cái gì đây? Địa chỉ MAC của cục nè mạng. này phải không? Dạ cái này là địa chỉ của cái mạng, còn cái mà ARB hồi nãy thầy đánh đó nó ghi là physical address đó. Là đó là địa chỉ của gì đây? Cái này là cái địa chỉ IP và MAC address của máy tính số 2. Nó học vào đây để sau này á, nó giữa cái tầng 2 và tầng 3 nó muốn gửi một cái thông tin. Ví dụ như sau này nó muốn gửi từ máy tính số 1 nó muốn gửi dữ liệu cho máy tính số 2 thì nó sẽ đóng gói cái anh này làm đi tỷ destination của nó này trong cái khung này nó gửi. Bây giờ nó mới xây dựng cái bản là đảm bảo là tôi sẽ liên thông được với những cái máy tính này nè. Đây là cái bản địa chỉ liệt kê danh mục địa chỉ IP và MAC address của các máy tính trong mạng. Mỗi lần chúng ta bin thành công thì nó sẽ cập nhật vô cái bản này vô máy tính. Dạ em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Thì thầy cho em xin hỏi thầy cái chỗ thầy ra lệnh binh đó này, cái chữ bay bằng 32 với thời gian bằng 1 thì tên là 128 là sao vậy thầy?
À, khi nó pin nó có tin từ đi qua máy đích và nó trả lời thời gian nhỏ hơn 1 giây. Time to live là thời gian sống nha. Còn cái này là cái thời gian này có khi nó rất lớn, đó là máy tính mà ở xa hay là vì lý do độ trễ gì đó, nhất là qua mạng internet thì con số này nó có thể lớn hơn, mà khi lớn hơn là bắt đầu nó thấy mạng nó có vấn đề đấy, và nó trả lời như thế này là đẹp ha. Khi ta pin Dạ mạng diện rộng có khi nó sẽ pin nhiều hơn số 1 giây này luôn. mười mấy giây cũng có Ừ, nhiều khi máy em có mà lớn quá thì nó nhiều quá thì nó báo tham không, nó có một cái thời giới hạn của nó. ở đây, cái này ví dụ ra lệnh trừ tê là nó sẽ bên hoài ở đây. À, tùy. À, có cái ốc nhìn trên Windows bên chữ T là nó bên nhiều cơ hơn 1 gối. Bình thường cái giá trị mặc nhiên của nó là chỉ bên có 4 gối. Chúng ta muốn trừ T thì chúng ta đã kiểm tra liên tục á, thì chúng ta có thể thêm trừ T. Cái trên này có không? Này không có rồi. Nó không Có thể anh nói là hỗ trên Windows trợ vậy. á. Ừ. Trên Windows á thì có thể trừ T là nó bên bên là hoài. Mà chúng ta muốn ngắt nó thì nhắc thành trăm C. Được không? Dạ. Dạ hiểu rồi. Rồi và cứ như thế chúng ta cứ làm thôi. À, và cái bài này á là phải sell cái mô hình vô nha. Và thậm chí nếu mà chúng ta muốn tôi chúng ta có biết sử dụng cái này không? Như này không? Biết thầy, Có biết thầy, thì cắt biết nó rồi thầy, thầy hả? cắt dán Hả? vô cái file Word á thầy. Ờ đúng rồi, nếu mà chúng ta cắt được thì tôi cắt làm luôn. À cái này vô. À, bài 2 điểm đó mà làm từ từ thôi. Ok rồi, cái pin này cũng vậy. À, nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta pin thành công thì chúng ta đánh cái lệnh mắc rest nữa. Và cái nào sau này á, nó sẽ cái trên cái quyết nó cũng sẽ xây dựng cái bảng này nè để nó biết là cái cổng nào cái mắc nào nó chuyển đi. Ừ, chút xíu nữa chúng ta sẽ học tới cái quyết này phải. Rồi. Rồi nó sẽ xây dựng như thế. Rồi, xong một bài. À, vậy thôi, bài môn này vậy Ủa thầy chỉ thôi. nào thầy cho em hỏi nộp với nộp file Word đó, thầy cho em file xích go khỏi nộp đó thầy. Chúng ta cứ nén lại vô cái thư mục đó đi rồi nộp luôn. Nén luôn. Dạ. À, nén lại em Nghe nộp cái file nén cũng rồi này. à, chúng ta cái file các cái file này nè chúng ta sẽ lưu vào cái thư mục buổi một, thì buổi một nó sau này nó sẽ có cái file các file bất kịch và cái file Word, thì chúng ta nén hết cái buổi một nó nộp cho tôi. Dạ. Rồi. Bây giờ bài số 2 nè. Yeah. Cái này chúc thầy được gửi lên eo rồi tụi em lấy về làm hả thầy? Cái Không, đề tự hay vẽ là à. Tự vẽ à. không có Cho nên tôi mới hướng dẫn từ từ vậy nè. Chúng ta tự vẽ luôn. không hả? Để cho tôi Ý quen hỏi cái chứ. tiêu ý hỏi cái tiêu đề của thầy cho ví dụ từ BC1 thì này cho biết mắt hay ghét gì đó, thì cái đề này là thầy gửi hay là tụi em thầy gửi Tôi phải gửi quạt rồi. cho tụi em? Tôi gửi Dạ trên dạ eo xe rồi. dạ hồi nãy em vô hồi trễ xíu 5 phút hôm nay. Ở à, trên cái trang gì trang trên này nè LD gì Đây nè đúng không? Đấy. Tôi đã gửi trên này rồi. dạ Cái buổi dạ 1 thầy bài tập buổi 1 đó có trên nó đó, lên nó lấy về. ok rồi đúng rồi đó, đó là cái file PDF này nè, file PDF này. Giờ chúng ta chỉ cần copy những cái chấm chấm này mà qua điền vô cho tôi cho được rồi. Rồi bây giờ qua bài 2 nè. Bài 2 này á thì chúng ta sẽ làm 4 cái máy tính với 1 cái húp. À, để chúng ta nghiên cứu cái hub này là hôm trước chúng ta nói nó là chia sẻ đường truyền dùng chung và có 2 máy tính cỡi đồng thời thì bị đụng độ đó, thì hôm nay chúng ta kiểm tra cái tính đụng độ nó. Mà chúng ta thấy cái bài này nè nó cũng từ cái bài 1 nó sửa lại chút thôi, cho nên là tôi để làm cái xây dựng cái mô hình bài 2 á thì tại đây nè tôi click file CV luôn, file CV luôn tôi đổi nó thành bài 2, bài 1 tôi làm xong rồi tôi save lại thành bài 2 luôn. Ok. Như vậy thật sự tôi có 2 bài đấy. Rồi. Tôi kéo này xuống. Rồi. Và tôi để xóa nha. Để xóa trong bất kỳ chơi sơ tôi xóa. Tôi dùng chức năng gì để xóa. Để xóa thì lấy chỗ này nè. Delete. Delete. Khi nó hiện cái dấu X này tôi check vô. Đó nè. Rồi. Ngã xóa. Rồi. Sau đó thì mình dùng cái thiết bị cái hấp dưới này để kiếm cái hấp đó. Đây, cái hấp nè. Tôi thấy cái chữ hấp nè, BT nè. Đến cho đây nè. Hấp nè.
là rồi, và tôi lại tiếp tục vẽ thêm hai cái máy tính nữa. Rồi, hai máy tính nữa. Rồi, và theo sơ đồ thì anh này là số mấy đây? Chấm 13 với 0, chấm 13, 0, chấm 13 với 14 hả? hả? 13, 14 ha. Rồi. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ nối dây vô. Thì ở đây nãy là cái máy tính với máy tính mới dùng General, bây giờ hết máy tính chúng ta dùng cấp gì đây ta? Này tôi dùng cấp gì? Chấp thẳng rồi. Over phải không? Thẳng thôi. Rồi, cảm ơn anh. Đây. Thì tôi dùng cái cổng fast internet rồi. Nói vô. Cổng số 0, có cổng nào cũng được. Sau đó là tiếp tục đặt rồi, sao đóng lại anh này desktop IP đọc lại xong rồi. Bây giờ tôi đọc cái bài này có yêu cầu là gì? Bài hai thí sinh cũng ở cái comment room lên đọc xây bản vậy. RB mình là tới số 2 kiểm tra lại thì nó cũng sẽ học lại giống như nãy thôi. Bây giờ chúng ta xem cái bản mô phỏng nè. Xem cái mô phỏng á, thì cái chúng ta chuyển sang cái chế độ mô phỏng simulation nè. Chọn một cái tin Thầy ơi, bên thầy nó bị yếu hay gì thầy ơi? Nghe Rồi, tiếng mô của này bên em đang rõ chính là trên cái nè. tham giao diện này nè, cái này Thầy hả? ơi, em hết nghe thầy. Nghe không Không được thấy, thầy. kết nối bị yếu thầy ơi. La quá thầy văng ra luôn rồi. Ép quá thầy, bạn này chịu không nổi rồi. Thầy bị ao rồi. Anh chị cho xin file của chương 1 với chương 2 xin cảm ơn. Có đâu mà xin. Trên này thầy có để tài liệu hết đó bạn. Chương 20. Hết hồn. Nhà thầy bị đứt cáp quang rồi. Ổn chưa? Chúng ta quay lại chưa? Rồi Thầy, được thôi rồi thầy nói cấp thầy. Giờ quan thầy ơi, thầy nói cấp quan thầy thầy chưa ơi. xem, thầy chưa xem màn hình này Ok ok rồi, yeah, xe đây. với thầy theo cái bài hồi nãy đó, thầy chưa đặt gán địa chỉ IP cho máy 3 máy 4 đó thầy. Đấy, đặt nè. Chưa đặt phải không? Nè, đặt nè. Đấy. Vô đặt giống như nãy thôi. Đặt hai máy. Rồi. Trời ơi, nó cứng nữa rồi. Ghê vậy. Rồi, đặt máy 4 đây.
24 giống như nãy thôi. Rồi đặt xong 24 nè. Rồi bây giờ tôi pin. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại coi cái máy này á, sau khi tôi gắn cái hub vô thì nó có ARB lại, nó có không? Nó vẫn chưa có. À, chưa có thì chúng ta lại phải học lại, pin lại. Pin lại số 2 thì đánh, sau khi mà đánh như thế thì nó mới ARB thì nó mới hiện lại, nó học lại. Tức là gắn vô thiết bị vô là gỡ dây ra là nó tắt rồi, nó phải học lại. Và bài thứ hai, sau khi mà chúng ta đã học lại bài bài số 2 nè, sau khi mấy em đã đánh ARB ra rồi, mấy em học lại thì nó sẽ có như thế này. Và với bài này chủ yếu là chúng ta tôi mục đích là cho ông coi cái chế độ mô phỏng của nó, simulator của nó, và để tạo gói symbol nè. Thì chúng ta trên thanh công cụ thì cái chỗ này nè, đây là gói add symbol video, tức là tạo một gói tin đơn giản. Rồi sau khi tạo gói tin đơn giản thì chúng ta chuyển sang cái chế độ video. Thì video á, thì chúng ta sẽ click nè, sự click lần thứ nhất và click lần thứ hai, thì nó sẽ là click lần thứ nhất là sort, click lần thứ hai là destination. Để tôi coi nó yêu cầu pin từ mấy mấy tới mấy mấy. Chuyển sang chế độ video rồi assemble. Bước 3 là gì? Bước 3 là mấy em hãy chọn từ bước 1, sau đó chọn 3, tức là mô phỏng pin từ 1 tới 3. Phải không? Nào ta pin từ 1 tới 3 thôi coi. Đây. Bây giờ chúng ta chuyển sang chế độ mô phỏng này nha. Đây là chế độ mô phỏng nè. Rồi. À, chuyển sang chế độ mô phỏng. Sau này đây là gói symbol video nè. Đấy. Lần thứ nhất, click vào đây. Lần thứ hai, cái này thực ra giống như cái file video mà tôi đã chiếu cho anh chị. Và cái hub á, chúng ta gọi hoạt động theo cái kiểu là một máy gửi tất cả các máy tính khác đều nhận. Cho nên khi mà nó gửi, lúc này nó gửi cho tất cả. Gửi cho tất cả. Nhưng mà ai nó gửi đúng cái địa chỉ cho máy 3 thì máy 3 nhận và xử lý, mấy màu xanh nó trả lời thôi, mấy anh khác nó sẽ xóa hết, nó quỷ. Và bây giờ cái lúc nó trả lời thì mấy anh khác không nhận luôn. Cho nên là cái kỹ thuật của hub là nó rất dở. Thế là tại một thời điểm chỉ có một cái máy tính gửi và mọi máy tính nhận, thì mấy anh khác mà không có thể lên được, không thể lên được. Tại cho nên là nó là cái kỹ thuật là cùng một vùng đụng độ, cùng vùng đụng độ. Cho nên là cái này là cái mà tôi muốn chúng ta xem thôi, xem như thế. Sau khi mà các em đã pin xong á, thì cái này là tôi mới yêu cầu, tôi mới trả lời nè. Bây giờ nè, yêu cầu là gì? Mô phỏng đồng thời máy 1 tới máy 3, máy 2 tới máy 4 luôn, và nhận xét kết quả mô phỏng. Kết quả này thực hiện có thành công hay không khi mô phỏng pin đồng thời hai cặp. Trả lời yes no, nếu yes thì trả lời yes, no trả lời no thôi. Cho nên là cái bài số 2 này á, thì sau khi mà đã vẽ được cái mô hình này rồi thì chúng ta sẽ chụp cái bài số 2 này lại, ghi là bài 2 cho tôi ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái bài 2. Bài 2 ví dụ thế. Rồi bây giờ kết quả bên nè, bên đồng thời nè, bên đồng thời nãy giờ tôi bên một cái thì nó thành công phải không? Giờ xóa cái tin này nha chị, xóa, chọn cái tin đây là xóa nè, dưới này delete rồi xóa nè. Bây giờ chúng ta được yêu cầu là bên đồng thời từ 1 tới 3, pin đồng thời là từ 1 tới 3 và từ 2 tới 4, chúng ta sẽ xem như thế nào. Như vậy thì chúng ta học hôm trước, chúng ta học lý thuyết ra đã nói là 1, 3, 3 và lần thứ nhất, 2, 3, 4. Nói là tranh chấp kênh truyền gì đó, tại một thời điểm chỉ có một máy tính được gửi, được gửi một tại một thời điểm, hai máy tính gửi thì nó sẽ đụng độ xảy ra. Nó đã đụng độ ngay trên cái hốc này luôn và đã cháy luôn có tin rồi, nó không có đi được nữa. Cho nên là lúc này là cái nó hoàn toàn cháy hết. Tóm lại là lúc này cái kết quả là nó cháy hoàn toàn, không có cái gói tin nào đi được. Đấy. Vậy là trả lời câu hỏi này. Nó ví dụ như thế. Nhưng mà chúng ta phải làm nha, chúng ta phải làm đi biết. Rồi. Trả lời no vậy đó. Rồi. Ý là tôi muốn cái bài này chúng ta làm theo kiểu như thế. Tại vì chúng ta chưa nói hay không thì chúng ta làm, chúng ta cảm nhận lực như thế nào, tôi quan sát cái bài này tôi hỏi chúng ta đấy. Và anh chị thấy thì sau khi mà chúng ta đi bên đồng thời như vậy, nó có anh nào gửi thành công không? Và chúng ta phải thành công, tức là màu xanh, giống như nãy tôi đi đây đây nè, về nè, và nó thành công màu xanh. Còn bây giờ có anh nào màu xanh không? Không. No, Rồi giờ bài số 3 thử xem. Bây giờ mấy giờ rồi, tôi sẽ hướng dẫn như thế nào, hết giờ thôi, 45 luôn. Đó bài 3. Lúc này chúng ta có thể xem lại bảng vạch đường để coi nó như thế nào. Điền vô thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái mô hình bài 3. Bài 3 nó còn dữ hơn nữa, đó là nó sẽ mở rộng cái liên mạng mà bằng hai cái húp. À, vậy thì xây dựng cái mô hình này theo liên mạng và mở rộng húp. Chúng ta tạo ra cái BBDU là từ 5 tới 6. Rồi kiểm tra xem bên đường thực hiện trên cái máy tính. À, cho nên đây lúc đầu đây là một vùng rung độ, đây là một vùng rung độ. Bây giờ chúng ta nói hai cái húp này thành một vùng rung độ. Thì một vùng rung độ khi mà chúng ta mở rộng bằng hai cái húp đó, húp thì nó chỉ lặp lại tiếp tự điện thôi. Và mục đích của cái húp là nó sẽ mở rộng vùng rung độ. Đúng không? Cho nên là cái húp đó là khi mà nói mạng một cái húp là nó rất là tệ, nó là sẽ là mở rộng cái vùng rung độ và mở rộng vùng kinh trì luôn. Ta sale bài này, ta sale tiếp tục làm sale là bài 3 luôn. Tiếp luôn. Sau khi bài 2 làm xong rồi làm tiếp bài 3 luôn. À, chúng ta sẽ vẽ thêm một cái húp nữa. Đây. Cái húp hai máy tính. Đấy. Bây giờ vô. Rồi. Như vậy thì lúc đầu thì đây là một vùng đụng độ, một silicon domain, vùng tranh chấp quyền trị như thế thôi. Bây giờ vùng tranh chấp quyền trị như thế thôi. Bây giờ ta nói hai này ra thì lúc này hai nhóm này trở thành một cái vùng đụng độ. Đấy. À, hai này thành vùng đụng độ và xin nào. Giờ ta Cặp làm thử chéo nè. hả ơi, cái đó cặp chéo, Hả? cái đó cặp chéo hả? Ai kêu chéo hả? Dây số hay sao ta? Dạ dấu ít. À, chỗ này nha. Đó. Rồi, đổi thành cặp chéo. Ây da, cực kỳ vậy. Rồi, đây. Rồi, chéo nó màu xanh vậy mới được, em xanh mất tiêu này. Rồi, bây giờ chúng ta thử cái BBDU này. Delete gói tình BBDU. Bây giờ chúng ta thử là một cái bình thường nha, từ đây qua đây thôi. Tôi gửi qua đây thôi. Thì lúc này, play nè. Play nè ha. Anh chị thấy nhấn nút play nè. Rồi, như vậy thì nó tôi gửi máy 1 qua máy 3 thôi. À, mà nó cũng sẽ gửi luôn sang nhánh bên đây. Cho nên nhánh bên đây mà cũng đâu có làm việc được. Bên nhánh bên đây cũng đâu làm việc được. Nó gửi và bắt buộc hai này phải nhận. Cho nên là khi chúng ta mở cái mô hình mạng ra, mở rộng mô hình mạng một bằng húp á, thì nó sẽ mở rộng cái vùng độ luôn. À, mở rộng vùng độ luôn. Bây giờ cũng sẽ không có, chỉ có một cặp là thành công thôi. Hai bên này là cũng không thể nào làm việc được. À, không thể làm việc được. Như vậy thì câu này cần hỏi lại trả lời gì? À, sau khi mà chúng ta thấy được cái việc mở rộng cái húp là mở rộng vùng đồng rồi đó, bây giờ chúng ta lại chuyển sang cái mô phỏng đồng thời. Bây giờ từ một pin tới năm, từ một tới năm thì hai tới sáu, lúc này cũng hai cặp ở hai cặp này nè, bên nhánh thứ nhất nè, bên ba này nè. Thì theo chúng ta thấy nó có được thành công không? Dạ không. Không. Tại vì húp thì làm sao mà thành công được, nó cũng sẽ không thành công bởi vì nó sẽ tiếp tục đụng độ, hai này đã trở thành một vùng độ và nó gửi cũng không thành công. Như vậy thì mình sẽ trả lời yes hay no giùm tôi thôi, đó là bài 3. Còn bây giờ bài 4. À, tiếp tục làm bài 3, giờ tôi làm hướng dẫn tôi làm bài 4 nè. Nó nãy là chúng ta làm hai nhánh này không thành công phải không? Giờ chúng ta tách biệt ra bằng cái quiz. Thì quiz anh này á, thì anh ta tôi sale luôn là bài 4 chúng ta coi nè, tôi sale bài này lại. Rồi tôi sẽ chuyển thành bài 4 nha. 4 file CV. Bài 4. Bài 4 thì chúng ta sẽ không có nói anh này trực tiếp mà chúng ta sẽ xóa nó đi. Rồi, tôi sẽ thay bằng cái hub width. Mà width là cái thiết bị có thể ngăn cách được vùng đụng độ. Ok. Dòng cái quýt nào cũng được, tôi xài cái 2960 này cũng được. Hoặc là 2960T này cũng được, anh nào cũng được. Rồi. Chúng ta lấy hai con dây nối vào. Một. Hai. Ủa gì cáp chéo rồi thầy ơi, nó không hiểu rồi. Không hiểu rồi. Chút xíu nó sẽ xanh lên nè. Cái cọng dây xanh xanh này để làm gì? Cái cọng dây xanh xanh này làm gì? Cái cọng dây xanh xanh này á, tôi muốn chúng ta cấu hình bằng cái cọng console.
Để sau này chúng ta sẽ coi cái lệnh như đó, như xanh xanh này nè, như xanh xanh này. Và cái cổng này dùng cổng RS232 nha. Xong. Để đợi nó chút xíu đi. Rồi, tới bài 4. Bài 4 thì cho biết địa chỉ MAC address của các table, thì chúng ta đánh cái lệnh ARB, RB, người ta copy địa chỉ MAC address table, ta dán vô đây thôi. Rồi. Xong xong. Bây giờ chúng ta sau khi mà mấy anh chị, tại sao mà chúng ta cần phải biết nó? Sao bởi vì tôi muốn với anh chị phải biết rõ cái địa chỉ MAC address của các anh này. Để sau này chúng ta giờ coi cái bảng mặt đường xem này nó học có đúng hay không. Anh chị nhớ cái địa chỉ MAC address table của máy 91, máy 92, máy 93, máy 94 là gì? Sau đó anh chị sau này khi mà nó học thành công á thì nó sẽ xác định là MAC address của bốn máy tính này nè sẽ nằm bên cổng là FE01. Còn bên này là cổng FE02. Hai cái máy tính này MAC address cái máy tính này nè. Và nó học đúng như thế. Do cái thiết bị WISP này nè nó sẽ học và để nó ngăn cách cái vùng đụng độ ra mà. Cho nên nếu mà sau này chúng ta gửi từ 1 tới 4 hay 1 tới 3 thì nó biết vẫn còn nằm bên cổng số 1, nó sẽ không chuyển sang cái nhánh bên phải. Nếu mà gửi 5 cho 6 thì nó cũng sẽ không gửi qua cổng ngược lại. Trừ khi nào các bạn gửi 1 qua 5 thì nó mới chuyển thôi. Chuyển thôi. Bây giờ tôi quay lại cái mô hình tôi gửi thành công hay không nha. Nó chưa lên hả? Sao lâu vậy? Có làm lộn sao lâu vậy? Rồi quần này cũng sale luôn nha. À, rồi B1 thì chúng ta sale ở ngoài B1 đây. Như vậy thì sau này trong OD chúng ta sẽ có các cái file cấu trúc là trong cái bài buổi 1 này. Buổi 1. Nó sẽ có các file này nè. Như cái bài này. Sẽ nộp nộp như thế. Này ơi. Sao lâu vậy? Như vậy là chuyến chưa lên lâu vậy. Cái quýt nó có phải cấu hình cái quýt không này? Nó không cần có hình up rồi mà sao kỹ đó quýt trời nó báo up rồi nè, một màu up rồi nè. Sao nó không màu xanh ta? Fast như này là Fast. Chín. Để tôi đổi lại con 2009 này đi coi. Xóa cái nha. Quýt thì trên tinh thần là chưa không cần phải tiêu cổng lên à. Rồi bình thử nha. Bình
hơi lâu ha. Ta cứ để nó chạy chút xíu để ta đọc tài liệu đi. Rồi, đó là cái bài chút xíu nữa đây, sau khi xong á thì nhớ cái mắt của nó, và mình sẽ, cái này là cái desktop termination nè. Chúng ta cái này là dùng cái máy mà cái cổng xanh xanh này nè. À, cái cổng xanh xanh này. Máy số 1 này để ta kết nối vô cái quýt. Và sau này bên ngoài thực tế là chúng ta sẽ dùng cái cổng dây control để cấu hình cái các thiết bị Cisco trong nhóm các thiết bị cấu hình được á. Thiết bị cấu hình được á thì chúng ta kết nối vào cổng dây xanh xanh này nè, và nếu mà mấy em mà đọc cái tài liệu á thì nó sẽ cấu hình lần đầu tiên mua quýt thì phải cấu hình bằng dây control, và còn cái chuẩn là tốc độ bit như thế này. À, công dây console, và mục đích chúng ta vô cái quýt này là chỉ để enable và đánh lệnh cái show mask address để coi cái cách cái quýt mà nó xây dựng cái bảng mask address thôi. Cái hub thì nó không có làm được việc này, nó chỉ lập tín hiệu điện cho nên nó không có bảng địa chỉ mask address, chỉ có cái quýt là nó có thể xây dựng địa chỉ mask address này thôi. À, thì sau khi ta đánh xong á thì mấy em chia có cái quýt rồi đó, mấy em ping từ máy tính 1, máy tính 5 thì nó sẽ học, mỗi lần ping qua ping lại nó sẽ học. Và khi mà mấy em ping toàn mạng á thì từ cái máy tính 1 mà mấy em ping tới máy tính 2, 4, 6 ping một lần rồi đó, mỗi lần mà đã có qua lại cái quýt á thì bắt đầu nó sẽ xây dựng được cái bảng như thế này. À, và mấy em, nếu mà chúng ta nhớ cái địa chỉ mắc của từng máy tính á, mới nhớ với cái mắc nào là của máy tính nào á, thì nếu mà máy tính từ 1 tới 4 nó sẽ nằm ở cổng số 1. À, máy tính 5, 6 nó sẽ nằm ở cổng số 2. Và đây là cái bảng mà nó để sau này nó chuyển cái khung tin. Nếu nó thấy 1 qua 2, pin 1 qua 2 mà vẫn còn nằm ở cổng 0-1, nó sẽ không chuyển qua nhánh số 2. À, cho nên là sau này cái quýt nó thông minh, nó có thể ngăn cách được vùng đụng độ, nó chuyển đúng được cái từ cổng nguồn sang cổng đích đó, là nhờ có cái bảng này. Nó nhờ cái bảng MAC address này. Và quýt sau này nó làm việc chỉ dựa vào cái bảng địa chỉ MAC address serial của các máy tính thôi, cho nên người ta ship mà quýt sẽ là thiết bị hoạt động ở tầng 2. Hoạt động ở tầng 2 em. Đó, vậy thì chúng ta sau khi làm xong thì copy chỉ nói vào được cái quýt và cho tôi chụp được cái hình mà nó đã xây dựng được cái bảng mắt Oracle này là được. Đây, ok vậy. Không lên luôn. Cho tôi vẽ một cái khác cái sự kỳ vậy. Hấp. With hub. Nó phải lên màu xanh như thế này nó mới ping được. Này fast fast đúng rồi, sao nó lên đây. Này nãy nó còn đau à, up bây giờ nó hết up luôn. Hai TT này còn chạy được ha. Cái này nó chạy luôn ta, đau luôn vậy ta. À, nó lên này nè, thấy không? Như vậy mới được nè. Như vậy thì tôi chọn 2950TT này và con dây là dây chéo hả? Ủa dây chéo dây thẳng gì đâu có được kỳ đâu ta. Trong sơ đồ tôi vẫn dùng dây thẳng được mà. Thế tôi dùng Đấy, con hai con xong rồi. 296TT này là cái con nào đây? Ra quýt 296TT. 296TT. Đúng là con nãy mình xài đi mà. Cho tôi xóa lại. Và thực tế kỳ vậy. Rồi.
Ở bên ngoài thì bây giờ cáp chóp, cáp chéo, cáp thẳng đó nó cũng không có quan trọng nữa. Nó tự động nó dò và nó detect luôn à. Đây. Cái này tôi chỉ vẽ thử nghe, tôi kiểm tra coi nó sao nó không chịu nha. Đó, nó chịu không? Nó trên này xanh đây nè. Trên này thì lại không xanh luôn hả? Thôi tạm thời như thế này nha. Bây giờ tôi sẽ kéo lại con dây xanh. Rồi. Đấy, chúng ta sửa lại chỗ này tôi. Chỗ này này nó lâu xanh quá. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chụp lại cái hình của bài này là bài bài 4. Rồi, xếp bài lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ ping từ đây qua đây. Chúng ta coi cái bảng địa chỉ MAC addressable nha. Trước khi mà chúng ta coi nè, nó cũng xanh luôn nè anh chị thấy không? Thật ra nó cũng xanh luôn đó mà sao hồi nãy nó lâu quá vậy? Tất cả đều dây nào nó cũng xanh hết. À, dây nào cũng xanh hết. Dây nào nó cũng xanh hết. Bây giờ chúng ta sẽ ping tôi ha. Chúng ta đi cái đường cộng dây xanh này á là mình sẽ vào đây nè. Nên anh chị vào cái Termi này, Termi này để vào được kết nối của cái quýt thì chúng ta vào Termi này và có 964 9008 này nè. Ok, enter. Không thấy gì làm lại Termi này. Ok, được chưa? Thấy chưa? Chắc nó chưa khởi động xong. Sau khi nhấn OK thì nó sẽ vào cửa sổ quýt như thế này nè, nó mới đúng. À, nhưng mà sao chậm quá vậy? Có lẽ nó chậm quá. Làm lại. Tới bên này. OK. Trời ơi. Cái gì? Mang sóng nhân vậy? Thôi không cá rồi thôi. Không đi đường này luôn. Chúng ta lắp đúp vô đây luôn. CMD luôn. Enter. Enable luôn. Show MAC address. Hay da, MAC address. Tab. Anh chị coi cái lệnh này ha. Thì cái lệnh này là chúng ta, đáng lẽ chúng ta phải đi theo con đường này. Nhưng mà giờ cái máy có lẽ nó bị lỗi với cái chứng từ, cái mô phỏng MAC address table. Chúng ta vào trực tiếp. Đây là cách vào trực tiếp. Cách này là nó không có chính quy. MAC address table, cái này là chúng ta lấy chuột trực tiếp vào cái quýt mà chúng ta vào á, thì trong thực tế không có cái chuyện đó. À, trong thực tế không có chuyện đó. Bởi vì mọi thứ đều phải qua dây hết. Đấy, nó ra nó chưa có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ ping hết. Chúng ta đợi cái bảng này ha. Mỗi lần giờ tôi ping từ máy tính 1 qua bên máy tính 5. À, máy tính 1 qua máy tính 5. 15. À, chắc tôi chưa có đặt IP quá hả? Tôi có đặt IP cho hai máy kia thôi. À, chưa đặt. Rồi, tôi đặt lại nè. Rồi. Sau khi mà tôi đặt xong tôi ping lại nha. Ok. Rồi, tôi mở lại chúng ta coi cái bảng MAC address cho nó. Thì nó xây dựng được rồi nè. Giờ mấy em để ý, nếu tôi để con chuột ở đây nè, cái máy tính số 1 á. Mấy em nhìn ba cái số cuối MAC address của cái máy tính số 1 này là để là A415, em thấy không? Ba số cuối thấy không? 3415. Thấy chưa? À.
Rồi, Hay máy tính số 5 là ba số cuối nó là 1D, D9 đúng không? dạ đúng. À. Rồi, nhìn bốn số cuối thôi. Vậy thì sau này chúng ta thấy nè. À, 1D, D9 nằm ở cổng số 2. A4, 15 nằm ở cổng số 1. À, như vậy thì nhờ vậy mà nó xây dựng. Và tiếp tục chúng ta lấy máy tính 2 và chúng ta bin qua số 6. Chỉ cần chúng ta bin thôi, không có biết, không cần biết là máy tính nào qua máy tính nào. Thì trong quá trình mà đi ngang qua cái bit thì nó sẽ học, nó sẽ học cái bảng mắc red đó. Bây giờ từ máy 2 qua máy 16 chúng ta làm tức coi lại cái mắc red vô này thì nó lại học được thêm nữa, và cứ như thế nó sẽ học được toàn mạng. Nếu chúng ta lấy từ máy tính 3 qua máy tính 4 rồi tiếp tục pin thì nó sẽ xây dựng được toàn mạng rồi. À, tôi tiếp tục nha, tôi pin hết luôn. À, bình luận hết luôn. 8, 10, 14 nhà hàng. À, thì nó sẽ xây dựng được toàn mạng. Lúc này khi mà chúng ta thấy nó xây dựng được sao, nó hiện được 6 cái mắc red thế này rồi thì nó đã xây dựng được toàn mạng rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành binh hai cặp thử coi nó có nó có cho phép chúng ta làm đồng thời hay không. Bây giờ tôi sẽ tạo ra hai gói video, gói trường hợp thứ nhất là từ 1 qua 5, gói thứ hai từ 2 qua 6. Thì trong trường hợp này nó có chạy được hay không? Nó cũng sẽ không chạy được, là do là hai anh này phải xuất phát từ một bên nên nó đụng đợi độ đã xảy ra đây rồi, cho nên là gói tin này cũng không đi được, không đi được. Nhưng nó sẽ delete nha, tôi delete. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tôi sẽ tách ra bên đây trở thành một cái vùng đụng độ nè, bên đây vùng đụng độ. Cho nên nếu mà chúng ta gửi từ đây qua đây, và gói thứ hai chúng ta gửi nhánh thuộc nhánh thứ hai nha, bởi vì nhánh thứ hai, bởi vì đây là vùng đụng độ riêng. Vậy thì nó có gửi thành công không? Đấy, Thành công rồi. thành công không? Đấy, Dạ thành công. thành công, đúng rồi, chúng ta phải hiểu như thế mới được. À, như vậy nè, cặp này vẫn vẫn màu xanh nè. À, màu xanh nè. À, màu xanh nè. À, cái này là cái gối thông dò thôi, thì ra gối này nay xử lý này được đây nè, chúng ta thấy xử lý được đây nè. Nào, à, còn gối này là gối đụng độ, nó chạy nó gỡ thông dò thôi nha, gỡ thành công rồi. À, và sau này nếu mà chúng ta chỉ coi, muốn coi riêng cái gói mà ICMP ha, thì chúng ta có thể check như luôn, edit list này tôi top lại, chúng ta sẽ mô phỏng lại delete cho mấy con. Tôi sẽ lấy, tại vì hiện ra nó có, sau khi nó chạy xong nó có thể chạy thêm người gói khác nha. Gói ICMP thôi nè, bình thế này ha, được rồi. Còn lại thứ nhất nhánh này, nhánh thứ hai này. Như vậy đây là cái trường hợp phải gửi thành công, tại vì nó hai nhánh, hai thuộc hai vùng đụng độ khác nhau đấy. Mà lúc này sau khi mà nó đã xây dựng được cái bản vạch đường thì nó mới gửi thành công nha, trước khi bản vạch đường là nó không gửi thành công đâu. Như thế này là thành công nè, đó thành công nè, nó không bị cháy nè, nghe không? Đấy, đó, như thế này là thành công nè, không có bị cháy nè. Đấy. Nha, chạy nè, không chạy nè. Đây trường hợp gửi thành công nha. Và chúng ta phải mô phỏng được. Thầy ơi, cái mạng của thầy nó giật, À, cái internet của thầy giật giật lúc nghe lúc không thầy ơi. cái mạng của thầy nó bị lắc nữa thầy ơi. bạn thầy lắc thầy nói thầy đâu có nghe nhắn Zalo. Rồi, thầy bị đứt cáp nữa rồi. Gần 9 giờ các bạn ơi, cho thầy nghỉ luôn. Đi luôn. Tiếng nghe tiếng không anh vậy? Nghe không rõ.
Chút nữa xin thầy thi online với bạn ơi. Tắm thầy dặn rồi, thầy cho thi tập trung luôn rồi. Chúc chúc với nhau thằng nỉ rồi. Có được không? Bên này thầy ao luôn rồi, nghỉ thêm danh rồi.